Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 93. Lâm Ma gật đầu. Tiểu đạo khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lâm Ma trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ta đổi câu hỏi khác, trong thư phòng kia, thật sự có vật có thể chống lại kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy sao? Tiểu đạo đột nhiên cầm chiếc nhẫn lên, sau khi nhìn lướt qua, nàng ta cười nói, các ngươi nỡ sao? Nói xong, nàng ta cất chiếc nhẫn đi, sau đó nói, trong thư phòng, quả thực có vật có thể chống lại kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy. Nghe vậy, Lâm Ma cung kính hành một lễ, đa tạ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, theo như ta biết, trước đó các ngươi lựa chọn giúp đỡ Diệp Huyên. Lâm Ma gật đầu, hắn ta và Thành Thiên Đạo là kẻ thù không đội trời chung, mà lúc đó, bọn ta và Thành Thiên Đạo cũng là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng hiện giờ, bọn ta và Thành Thiên Đạo đã liên thủ. Tiểu đạo nhìn Lâm Ma, Thành Thiên Đạo đồng ý với các ngươi sẽ cùng bọn họ tồn tại ở Thành Thiên Đạo. Lâm Ma gật đầu. Tiểu đạo trầm mặc. Lâm Ma do dự một chút rồi nói, tiểu đạo cô nương có gì chỉ điểm. Tiểu đạo lắc đầu thở dài, người được trời chọn đó đã bị hắn chém giết rồi, đúng không? Lâm Ma gật đầu. Tiểu đạo lại hỏi, chưa từng giáng xuống thiên khiển sao? Sao trời phạt? Lâm Ma lại một lần nữa gật đầu. Tiểu đạo cười nói, không có gì nữa. Ngươi đi đi. Lâm Ma nhìn tiểu đạo một cái, cung kính hành một lễ, rồi rời khỏi. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo khẽ lắc đầu. Lúc này, cô gái một chân đột nhiên bay vào trong tiệm cầm đồ. Cô gái một chân nhìn tiểu đạo, không nói gì. Tiểu đạo cười nói, ta có chút đề cao người được trời chọn kia rồi. Nói đến đây, nàng ta khẽ chau mày, không đúng. Người được trời chọn không lý nào lại ngu xuẩn như vậy. Nói đoạn, nàng ta đột nhiên cười phá lên, thiên đạo này càng lúc càng biết chơi đó. Cũng không đúng, thiên đạo đã từng cho thiên tử đó cơ hội, nhưng đáng tiếc, hắn ta đã không lựa chọn. Người con trai mà trời đã chọn, không chỉ phải thuận theo thiên đạo, mà còn phải thuận theo nhân đạo, đại đạo. Thiên tử này, lúc nhìn thấy bút thiên đạo kia, thì hắn nên hiểu ra đó là ý gì, mà hắn ta... Hoặc là thật sự không hiểu, hoặc cũng có thể là giả vờ không hiểu, bất kể là gì, hắn không thuận theo nhân đạo, đại đạo, ngay cả thiên đạo hắn cũng đều không thuận theo, hắn không chết thì ai chết. Cô gái một chân mặt không cảm xúc, không nói gì. Tiểu đạo cười nói, Diệp Huyên và thiên tử gặp nhau, không phải là ngẫu nhiên, hai người bọn họ đều có một lựa chọn, hay nói cách khác, là thiên đạo đã cho người hộ đạo một lựa chọn, cũng là cho Diệp Huyên một lựa chọn. Thiên đạo muốn xem thử người hộ đạo này, bọn họ có nguyện ý thay đổi hay không, cũng muốn xem thử Diệp Huyên này liệu có đuổi cùng giết tận, không cho người hộ đạo bất kỳ cơ hội nào hay không. Diệp Huyên lựa chọn giúp thiên tử, dụng ý là, hắn đồng ý cho thiên tử và người hộ đạo cơ hội, nhưng tiếc thay, tầm nhìn của đạo chủ và thiên tử vẫn chỉ nằm ở thư viện vạn duy kia. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía cô gái một chân, người hộ đạo nhận sự phù hộ của thiên đạo. Nhưng bọn họ lại không hiểu ý của thiên đạo, cứ phải đi đối địch với Diệp Huyên này, bọn họ ấy à, là muốn đưa thiên đạo vào chỗ chết, thiên đạo này cũng là một tên trộm gà, trực tiếp chặt đứt hết mọi nhân quả với bọn họ, có lẽ vị đạo chủ kia đến lúc chết cũng sẽ không hiểu được, tại sao thiên đạo này lại bỏ qua cho bọn họ. Hay, tự bản thân bọn họ tự đưa mình vào chỗ chết thì cũng thôi đi. Còn phải đi bẫy thiên ma tộc người ta, thiên ma tộc này cũng thật là... Một phần thiện duyên đang yên đang lành lại muốn cưỡng ép biến thành ác duyên. Đúng lúc này, cô gái một chân đột nhiên lên tiếng, nếu không có cô gái váy trắng kia, thì sẽ thế nào? Nghe vậy, tiểu đạo đột nhiên trầm mặc. Cô gái một chân xoay người rời đi, lúc bước đến cửa lại dừng lại, hắn có thể phúc lớn mạng lớn, là bởi vì cô gái đó, sở dĩ thiên đạo làm như vậy, cũng là bởi vì cô gái đó, nếu như không có cô gái đó, hắn sẽ như thế nào? Tiểu đạo đột nhiên nói, không có cô gái vậy trắng thì vẫn còn có tiên tri kia, vẫn còn có người đàn ông mặc thanh sam kia. Cô nói có tức không? Cô gái một chân, ở cửa tiệm cầm đồ. Cô gái một chân lắc đầu, nàng ta không muốn nói chuyện. Chỗ dựa này của Diệp Huyên, khiến nàng ta không có gì để nói. Tiểu đạo cười nói, trên đời này không có hai chữ nếu như. Còn nữa, chỗ mà Diệp Huyên lớn mạnh thực sự. Không phải chỉ có mấy chỗ dựa phía sau kia. Cô gái một chân quay đầu lại nhìn về phía tiểu đạo tiên tri.
Tiểu đạo khẽ nói, mấy cường giả không nằm trong quy tắc kia, có người vô tình, có người hữu tình. Vị vô tình kia ngoài muốn chết ra, hắn đều không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Loại người này, ta không biết phải nói về hắn ta như thế nào. Còn về hai vị hữu tình kia, cái tình của bọn họ là nhỏ, là ích kỷ, là tiểu đạo, còn tình của tiên tri, là đại đạo chân chính. Trên đời này, người xấu rất nhiều, nhưng người tốt cũng vẫn có. Trên đời này, thực sự có một số người sẽ vì thiên hạ chúng sinh mà hy sinh bản thân mình, loại người này, nàng ta có thể nói hắn rất ngu xuẩn, nhưng, nàng ta không thể không kính nể hắn. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía tiên tri muốn người khác giúp hắn, mà tại sao lại có nhiều người giúp hắn như vậy? Ngay cả vị thiên đạo chí cao vô thượng kia cũng lựa chọn cho hắn một cơ hội. Bởi vì hắn không vụ lợi, thật sự không vụ lợi, những gì mà hắn làm, hoàn toàn không phải vì bản thân, mà là vì chúng sinh, hắn quan tâm đến bá tánh, vì sinh linh thiên hạ này, hắn không tiếc hy sinh bản thân mình. Loại hành vi này, cho dù là thiên đạo cũng không làm được, cũng không đúng, thiên đạo đối với sinh linh thiên hạ này không có ác ý, ngài ấy chỉ là thất vọng thôi. Còn tiên tri này, mặc dù hắn cũng thất vọng, thế nhưng hắn vẫn đang nỗ lực để cứu vớt. Cô gái một chân trầm mặc. Tiểu đạo nhìn cô gái một chân, nàng ta thực sự cho rằng hắn ta có thể may mắn như vậy, là bởi vì cô gái váy trắng kia sao? Cô gái váy trắng có thể khiến người khác kiêng dè, nhưng không khiến người ta kính nể. Lấy nàng ta làm ví dụ, nàng ta đối với tiên tri là kính hay là sợ? Cô gái một chân đáp, kính. Tiểu đạo gật đầu, một người như vậy, có phúc vận lớn như vậy, có gì mà không bình thường chứ? Cô gái một chân đột nhiên nói, kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy. Tiểu đạo cười nói, nàng ta muốn biết kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy. Cô gái một chân gật đầu. Tiểu đạo lắc đầu, ta không thể nói chi tiết cho nàng ta được. Cô gái một chân khẽ nhíu mày. Lúc này, tiểu đạo lại nói, kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy, chính là kiếp nạn của chúng sanh. Kiếp nạn này, là nhắm vào chúng sinh, mà người có thể hóa giải được kiếp nạn này, cũng chỉ có bản thân chúng sinh, nhưng tiếc là, trong lòng chúng sinh chỉ có sự tham lam, đương nhiên, bọn họ không thể chỉ trích bọn họ, bởi vì... Nói đoạn, nàng ta chỉ vào chính mình, bởi vì những người mạnh nhất như chúng ta, cũng là những kẻ tham lam nhất, không tham lam, thì làm sao bước đến đỉnh cao của thế giới này. Tiên tri hiểu rõ điều này, cho nên hắn hổ thẹn, chúng ta hiểu rõ điều này, nhưng chúng ta không hổ thẹn. Bất kể là người, hay là sinh linh gì khác, đều cảm thấy thế giới này mắc nợ bản thân có thể đòi lại từ thế giới này. Đặc biệt là một số người, sau khi bọn họ nhờ vào thế giới này trở nên càng thêm lớn mạnh, vẫn muốn nghịch thiên gì đó, kỳ thực, thế giới này trước giờ chưa từng mắc nợ chúng sinh. Thế nhưng, chúng sinh lại báo đáp thế giới này cái gì? Cô gái một chân trầm mặc. Tiểu đạo cười nói, tiên tri rất thông minh, hắn biết muốn thay đổi, thì phải giáo dục cảm hóa chúng sinh, thế nhưng, sau này hắn nhận ra, muốn giáo dục cảm hóa chúng sinh, trước tiên phải có cơ hội. Mà muốn có được cơ hội trước, thì phải chặn kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy này. Nói đoạn, nàng ta lắc đầu, hắn ấy à, đúng là đã lao tâm khổ trí không ít. Cô gái một chân đột nhiên nói, hắn sẽ không thành công đâu. Tiểu đạo khẽ đáp, ta biết. Cô gái một chân lại nhìn về phía tiểu đạo khẽ nói, bất luận thế nào, ta vẫn hy vọng hắn sẽ thành công. Thế giới này tốt đẹp một chút, đối với chúng ta chẳng có hại. Cô gái một chân đột nhiên nói, nàng ta rốt cuộc là ai? Tiểu đạo chớp chớp mắt, nàng ta đoán xem. Cô gái một chân lắc đầu, đoán con mẹ ngươi. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Mặt tiểu đạo đen lại, văn minh nhỉ. Huyền Không Sơn, Kiếm Tông. Trong vườn rau, Diệp Huyền đang tưới nước, nhưng dù làm thế nào thì hắn cũng không thể bình tâm lại được. Thực sự là có quá nhiều chuyện khiến hắn phải suy nghĩ. Lúc này, cô gái thần bí kia đột nhiên nói, Tiểu Huyên, qua đây. Tiểu Huyên, đây là cái tên mà cô gái thần bí vừa đặt cho hắn, hắn cũng rất cạn lời, không cách nào phản kháng. Diệp Huyên bước tới bên cạnh cô gái thần bí cười nói, tâm không thể tĩnh nổi. Diệp Huyên gật đầu, có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Cô gái thần bí chớp mắt, có muốn ta giúp ngươi một tay không? Trong lòng Diệp Huyên dấy lên một sự bất ổn, hắn đang định nói, thì đúng lúc này,
Cô gái thần bí đột nhiên phất tay phải một cái, trong phút chốc, Diệp Huyên cảm thấy hai mắt tối sầm, không nhìn thấy gì nữa. Một lúc sau, Diệp Huyên đưa mắt lướt nhìn xung quanh là một khoảng tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Diệp Huyên khẽ chau mày, hắn nói tiền bối. Không có tiếng trả lời. Diệp Huyên cảm ứng tháp giới ngục, song hắn kinh ngạc phát hiện, tháp giới ngục đã không thấy đâu nữa. Nhất định đã bị cô gái thần bí lấy đi rồi. Sắc mặt của Diệp Huyên xa sầm, hắn lướt nhìn tứ phía, chắc là đối phương muốn hắn tĩnh tâm. Trong màn đêm đen kịt này, có thể tĩnh tâm sao? Sau khi trầm mặc một hồi, Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần. Vừa mới bắt đầu thì vẫn ổn, nhưng dần dần, Diệp Huyên phát hiện, hắn vẫn không thể tĩnh tâm được, có quá nhiều chuyện khiến hắn phải suy nghĩ. Không những không thể tĩnh tâm, mà càng lúc càng buồn bực. Có điều, Diệp Huyên vẫn không ép mình rời khỏi, bởi vì hắn cũng muốn tĩnh tâm lại. Bên ngoài, cô gái thần bí nhìn tháp nhỏ trong tay, cười nói tháp nhỏ này có chút thú vị. Giống với tháp của cha. Ông lão tóc bạc đứng phía sau cô gái thần bí khẽ gật đầu quả thực. Nói đoạn, ông ta dừng một chút, rồi lại nói tiểu thư, hắn. Hắn ta có thể lĩnh ngộ không? Cô gái thần bí nhàn nhạt nói, ta cho hắn cơ hội, có thể nắm chắc hay không, phải xem tạo hóa của bản thân hắn. Tâm của hắn quả thực là quá sốc nổi, người có thể hoa hòe hoa sói, nhưng kiếm thì không, làm một chuyện, thì bắt buộc phải nghiêm túc chuyên tâm, nếu hắn có thể hiểu được điểm này, tâm cảnh kiếm đạo nhất định có thể tiến lên một tầng. Ông lão tóc bạc gật đầu. Cô gái thần bí đột nhiên gõ vào tháp giới ngục, cho ta vào trong chơi một chút. Tháp giới ngục khẽ rung chuyển, dường như đang nói gì đó. Hai mắt của cô gái thần bí khẽ nheo lại, không cho sao. Nói đoạn, nàng ta đột nhiên cầm kiếm chém về phía chân trời một nhát. Xoẹt! Cả bầu trời đột nhiên bị khoét một lỗ lớn. Lúc này, tháp giới ngục rung lên kịch liệt, dường như đang biểu đạt gì đó. Cô gái thần bí chớp mắt, ta không có uy hiếp ngươi chứ. Tháp giới ngục khẽ rung chuyển. Cô gái thần bí cười nói, thế thì ta vào nhé. Tháp giới ngục. Lúc này, cô gái thần bí đột nhiên tiến vào trong tháp giới ngục. Bên trong tháp, nàng ta lướt nhìn từ phía, cuối cùng bước tới đỉnh tháp, nhìn thanh kiếm trên đỉnh tháp, trong mắt nàng ta ấy lóe lên một tia gợn sóng. Trong đêm đen vô tận, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn lúc này, càng lúc càng buồn bực. Sau khi phát hiện bản thân đang buồn bực, sắc mặt của Diệp Huyên đột nhiên trở nên u ám. Từ lúc nào mà bản thân lại buồn bực như vậy? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu, mấy năm nay, bản thân thực sự đã quá buồn bực rồi. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, hắn thả lỏng hoàn toàn, lúc này, hắn không còn nghĩ tới chuyện gì khác nữa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, trong màn đêm đen kịt này, Diệp Huyên đã không còn cảm nhận được thời gian trôi qua, hắn lúc này, tâm tĩnh khí bình, không suy nghĩ gì cả. Bên ngoài, cô gái thần bí đang nằm trên ghế bập bênh, tay trái nàng ta cầm một cuốn cổ tịch, đọc với vẻ say sưa thích thú. Ông lão tóc bạc kia lặng lẽ đứng phía sau nàng ta. Không biết đã qua bao lâu, cô gái thần bí đột nhiên cười nói, tiên tri này quả thực có chút thú vị. Ông lão tóc bạc không nói gì. Cô gái thần bí đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, thân ảnh của Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt cô gái thần bí lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Lúc này, thân ảnh của Diệp Huyên đột nhiên ngưng tụ thành thực thể. Diệp Huyên từ từ mở mắt ra, hắn lướt nhìn xung quanh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Cô gái thần bí đứng dậy bước đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cười nói, đã hiểu ra chưa? Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu rồi. Cô gái thần bí hỏi, tĩnh là gì? Sau khi trầm mặc một lúc, Diệp Huyên nói, lòng người có thể tĩnh, dù vạn biến rối ren cũng vẫn yên định vô sự, tâm tĩnh, thì thế giới cố định, tĩnh trong tâm, không ở cảnh. Nói đoạn, hắn nhìn về phía cô gái thần bí, sở dĩ ta buồn bực là bởi vì ta nghĩ nhiều, nghĩ phức tạp, vạn vật vạn sự, tận lực mà làm. Cô gái thần bí lắc đầu, người vẫn chưa thực sự hiểu rõ, có điều, có thể nghĩ ra như vậy, cũng coi như là được rồi. Nói đoạn, nàng ta khẽ vỗ nhẹ lên vai của Diệp Huyên, từ từ cố gắng vậy. Diệp Huyên do dự một chút rồi nói, vẫn mong Tuyết tỷ hạ cố chỉ giáo.
Cô gái thần bí lắc đầu, thứ này, người chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, người khác nói cho người biết, chẳng có ý nghĩa gì, người cũng sẽ không thật sự hiểu, bằng không, tuyệt đỉnh kiếm tu trên đời này sẽ không ít như vậy. Diệp Huyên cười nói, quả thực. Nói đoạn, hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô gái thần bí nói, muốn nói gì sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Tuyết tỷ, cảnh giới của ta quá thấp, muốn thăng cấp cảnh giới, thì phải có kiếm tốt. Ta, cô gái thần bí nói, ngươi cần kiếm. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái thần bí suy nghĩ một chút, sau đó nàng ta lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Huyên, tặng ngươi. Diệp Huyên ngây người, sau đó hắn đưa mắt lướt nhìn chiếc nhẫn một lượt, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Trong chiếc nhẫn có 12 thanh kiếm, 12 thanh kiếm đều là kiếm tốt có 102. Hắn có chút không nỡ nuốt. Cô gái thần bí đột nhiên hỏi, đủ không? Diệp Huyên chớp chớp mắt, cái này, vẫn còn sao? Cô gái thần bí cười nói, hết rồi. Diệp Huyên cạn lời, hết rồi thì nàng ta còn hỏi ta đủ không với đủ chưa làm cái gì chứ? Cô gái thần bí nói, nhân lúc hiện giờ ta vẫn còn thời gian, ngươi đột phá đi. Ta có thể hộ pháp cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó trực tiếp lấy ra một thanh kiếm đâm vào phần bụng của chính mình. Phập! Một luồng sức mạnh quét ra từ trong cơ thể hắn. Trong ánh mắt của cô gái thần bí lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, người đây là muốn nuốt sao? Diệp Huyên gật đầu, nuốt kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái thần bí nói, cách tu luyện này của ngươi rất đặc biệt, là ai đã dạy cho ngươi? Diệp Huyên đáp, cô gái váy trắng. Cô gái thần bí khẽ nói, là nàng ta sao? Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, mau đột phá, đợi sau khi ngươi đột phá, ta dẫn ngươi đến một nơi hay ho. Diệp Huyên vội vàng hỏi, chỗ tốt nào cơ? Cô gái thần bí nói, không nói cho ngươi. Diệp Huyên. Cô gái thần bí đáp, mau đột phá đi. Diệp Huyên gật đầu, nhắm mắt lại, tĩnh tâm nuốt những năng lượng đó của cơ thể. Không thể không nói, kiếm mà cô gái thần bí cho hắn thật sự quá cực phẩm. Hiện tại hắn nuốt những năng lượng ẩn chứa bên trong thanh kiếm này, nó quá thuần khiết, đối với hắn thực sự đại bổ. Có thể nói, kiếm của cô gái thần bí cho hắn, có lẽ so với kiếm Thiên Chu và kiếm Trấn Hồn chỉ kém hơn 2 bậc. Cô gái thần bí nhìn Diệp Huyên, khuôn mặt hiện lên ý cười nhẹ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thành Thiên Ma. Ở cửa vào cấm địa, Nhậm Bình Sinh và Vô Hy vẫn chưa rời đi. Hai người đã chờ ở đây mấy ngày trời. Vô Hy nhìn cửa vào cấm địa, sắc mặt xa sầm. Nhậm Bình Sinh mời ông ta cùng nhau đối phó với Diệp Huyên nhưng ông ta vẫn không yên tâm. Vì thế ông ta phái Lâm Ma đi trước đến ngục tối vô biên, ông ta muốn xác thực vài chuyện. Tính toán thời gian, Lâm Ma chắc cũng đã trở về rồi. Đúng lúc này, không gian trước mặt ông ta bỗng nhiên hơi rung động, rất nhanh chóng một người đàn ông xuất hiện trước mặt ông ta. Người đến đúng là Lâm Ma. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua Lâm Ma, không nói gì cả. Lúc này Lâm Ma đi đến bên cạnh Vô Hy, hắn ta hơi hành lễ sau đó thấp giọng nói. Lát sau, hai mắt Vô Hy từ từ nhắm lại, đạo chủ, ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Nhậm Bình Sinh gật đầu, rất tốt. Có sự gia nhập của Thiên Ma tộc, muốn đối phó với người đằng sau Diệp Huyên lại càng phải nắm chắc. Vô Hy nhìn về phía cửa vào cấm địa, có lẽ đã chết rồi. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, chắc chắn không phải. Vô Hy nói, tại sao lại khẳng định thế? Nhậm Bình Sinh nói, trực giác. Vô Hy im lặng. Cường giả cấp bậc như bọn họ có rất nhiều khi trực giác vô cùng chính xác. Cứ giống như ông ta bây giờ. Trực giác lúc này của ông ta chính là nhằm vào Diệp Huyên, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mà con người không thể làm việc theo trực giác. Nhậm Bình Sinh lại nói, nhất định hắn sẽ ra ngoài, chúng ta cứ chờ tiếp là được. Vô Hy nói, bàn tiếp chuyện sau khi giết hắn đi. Nhậm Bình Sinh nói, A-la, tiểu đạo. Vô Hy nói, tiểu đạo cô nương đã nói rõ rồi, nếu như chúng ta giết Diệp Huyên, nàng sẽ không ra tay. Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói, vậy chỉ có một mình A-la thôi. Ta không tin một tên Diệp Huyên lại có thể khiến cho nàng ta liều mạng với hai tộc chúng ta. Cho dù nàng ta muốn báo thù cho Diệp Huyên, hai người chúng ta liên thủ có thể áp chế nàng ta.
Vô Hy trầm giọng nói, còn có một người. Nhậm Bình Sinh nói, người đứng sau Diệp Huyên là Kiếm Tu. Vô Hy gật đầu. Nhậm Bình Sinh im lặng một lát rồi nói, hai người chúng ta liên thủ, thế gian này có lẽ không có ai có thể giết chúng ta trừ khi vị thiên đạo đó xuất thế. Mà thiên đạo sẽ không giúp đỡ Diệp Huyên vậy đâu. Vô Hy im lặng một lát sau đó gật đầu, cũng đúng. Chấm 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 chấm. Kiếm Tông. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí thế trên người hắn càng ngày càng mạnh. Không chỉ là khí thế, thực ra khí thức kiếm đạo cũng mạnh hơn nhiều so với trước kia. Kiếm tu kiếm tu, tu chính là kiếm, lại càng là tâm. Mỗi một lần tâm cảnh tăng lên cũng đồng nghĩa với kiếm đạo tăng lên. Có điều hắn bây giờ, kiếm đạo đã nhập phàm, muốn tăng thêm một lần nữa, khó cực khó. Bởi vì tăng thêm một lần nữa sẽ đạt tới cấp bậc như A-La. Mà muốn đạt tới cấp bậc như cô gái váy trắng lại càng khó nữa. Ông lão tóc bạc bên cạnh bỗng nhiên đi đến bên cạnh cô gái thần bí, tiểu thư, hai người bên ngoài vẫn chưa rời đi, có cần lão nô ta đuổi bọn họ đi không? Cô gái thần bí nhẹ nhàng nói, không cần. Ông lão tóc bạc do dự muốn nói gì đó. Cô gái thần bí nhẹ giọng nói, loại nhân vật nhỏ này mà không tự mình giải quyết được thì cũng quá mất mặt rồi. Ông lão tóc bạc trầm giọng nói, sao chủ nhân không giữ hắn lại bên cạnh? Cô gái thần bí cười nói, giữ bên cạnh làm gì? Cha mạnh như vậy, giữ hắn lại thì hắn có thể làm được gì? Chưa nói đến hắn, chẳng phải cha cũng không giữ ta bên cạnh hay sao? Nhà chúng ta có truyền thống nuôi thả, mọi thứ đều nuôi thả. Nói tới đây nàng ta cười thần bí, ta biết tại sao cha lại nuôi thả chúng ta, bởi vì ông ấy đã từng bị gia gia nuôi thả như vậy. Ông ấy nhớ thù trong lòng ha ha. Vừa cười nàng ta bỗng cảm thấy có vẻ không ổn, tự nhủ dừng lại nhưng lại không nhịn được vì thế lại mỉm cười. Ông lão tóc bạc. Lúc này, cô gái thần bí lại nói, có điều ông ta thì khác. Ta không biết rốt cuộc cha đang làm gì nhưng mà nếu như người phụ nữ kia đã có liên quan đến tên này, vậy chuyện này không bình thường nữa. Cô gái váy trắng. Đối với cô gái này, nàng ta biết. Không ai là không kiêng dè đối phương. Tuy rằng lúc đó nàng ta vẫn còn bé nhưng cũng không thể nào quên được chuyện mà cô gái này đã làm ra. Ngũ duy kiếp gì đó, cô gái này còn đáng sợ hơn cả ngũ duy kiếp. Ba cây kiếm trên đỉnh tháp, mỗi một chủ nhân của thanh kiếm đều có tính cách hoàn toàn khác nhau. Kiếm của người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng có điểm giống nhau là trông hai người có vẻ như vô tình mà lại có tình. Đương nhiên loại tình này là tình riêng. Tuy rằng người đàn ông áo xanh ích kỷ nhưng lại không hề cực đoan. Hơn nữa ông ta vẫn có lòng thương bách tính thiên hạ, ông ta sẽ không vô duyên vô cớ đi hủy diệt chúng sinh. Còn cô gái váy trắng này thì khác hẳn, cực đoan đến cực điểm. Kiếm của cô gái này từ một trình độ nào đó mà nói, vô tình hơn cả một vị kiếm tu vô tình. Đúng lúc này Diệp Huyên bỗng cầm thanh kiếm cắm thẳng vào bụng mình. Một luồng năng lượng cường đại lại một lần nữa tản phát ra khỏi cơ thể hắn. Năng lượng cực kỳ dư thừa. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi sau đó điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Bên cạnh, cô gái thần bí nhìn thoáng qua Diệp Huyên sau đó nàng ta tiến vào tháp giới ngục đến tầng thứ ba. Lúc này Tiểu Linh Nhi đang luyện đan, có một Linh đi theo bên cạnh đang trợ thủ cho cô bé. Mà đằng sau hai người này còn có một con thú cưng nhỏ. Thú cưng nhỏ này chính là thú chiến thiên mà Diêm Tông cho Diệp Huyên, nếu Diệp Huyên ở đây chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc bởi vì tên nhóc này đã lớn hơn một vòng so với trước kia. Thú chiến thiên này cứ đi theo Tiểu Linh Nhi và Linh gì kia, rất nghe lời. Hai người trước mặt này chính mà cha mẹ nuôi nó cơm ăn áo mặc. Là con cuối cùng của tộc thú chiến thiên, nó hiểu rất rõ trên thế giới này người có thể nuôi sống nó vô cùng ít ỏi. Phải ôm chặt lấy. Nhìn thấy cô gái thần bí đến, thú chiến thiên lập tức đứng chắn trước mặt Tiểu Linh Nhi và Linh kia. Nó căm ghét nhìn cô gái thần bí gào rít lên. Cô gái thần bí liếc mắt đánh giá thú chiến thiên, gật đầu, nếu như trưởng thành sức chiến đấu chắc chắn rất mạnh. Thú chiến thiên đột nhiên nhào qua, lúc này Tiểu Linh Nhi bỗng nói, Tiểu Trư. Nghe vậy, thú chiến thiên lập tức dừng lại, nó vội vàng nhào xuống dưới chân Tiểu Linh Nhi, ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía cô gái thần bí, ngươi không phải người xấu. Cô gái thần bí cười nói, sao ngươi biết ta không phải người xấu?
Tiểu Linh Nhi nói, đoán. Cô gái thần bí chớp chớp mắt, đoán ư. Tiểu Linh Nhi gật đầu, kẻ xấu thường có mặt mũi lấm lét, người xinh đẹp như thế này, chắc chắn không phải người xấu. Cô gái thần bí chợt mỉm cười, cười một lát lại nghiêm mặt nói, ta cảm thấy lời ngươi nói cực kỳ có lý. Vừa nói, nàng ta đi đến bên cạnh Tiểu Linh Nhi, nhìn lò luyện đan kia, ngươi đang luyện đan à? Tiểu Linh Nhi gật đầu sau đó lấy ra một cái bình bạch ngọc đưa cho cô gái thần bí, ngươi là tỷ tỷ của ca ca thì cũng là chị của ta. Chị đẹp, cái này cho ngươi. Chị đẹp. Đối với xưng hô này, cô gái thần bí rất vừa lòng. Nàng ta nhìn thoáng bình bạch ngọc trong tay, khẽ lắc đầu, những đan dược này của ngươi không ổn. À không phải ngươi luyện không ổn mà là phẩm giai của đan dược này quá thấp. Vừa nói, nàng ta lấy ra một quyển sách cổ đưa cho Tiểu Linh Nhi, cho ngươi cái này. Đây là do cha ta đã để lại nó, có điều ta không hứng thú với chuyện luyện đan nên tặng lại cho ngươi. Tiểu Linh Nhi chớp mắt sau đó cô bé cầm lấy quyển sách cổ kia, lật một trang trong đó ra. Rất nhanh hai mắt cô bé sáng rực lên. Đồ tốt! Tiểu Linh Nhi im lặng cất quyển sách cổ đi sau đó nhìn về phía cô gái thần bí cảm ơn chị đẹp. Cô gái thần bí cười nói, ta vẫn còn đồ tốt. Nói xong nàng ta lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, sau đó nói, cho ta sao? Cô gái thần bí gật đầu, cho ngươi. Tiểu Linh Nhi hơi do dự sau đó nói, ca ca không cho ta nhận đồ lung tung từ người lạ, có điều ngươi là tỷ tỷ của ca ca nên cũng là chị của ta, vì vậy ngươi không phải người khác. Nói xong, cô bé nhận chiếc hộp. Nhìn thấy một màn này, cô gái thần bí cười phá lên. Tiểu Linh Nhi muốn mở chiếc hộp ra, lúc này cô gái thần bí đột nhiên nói, giờ đừng mở ra vội, đợi khi nào gặp nguy hiểm hãng mở, có biết không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt sau đó gật đầu, hiểu rồi hiểu rồi. Nói xong cô bé cất chiếc hộp đi, dường như nghĩ đến cái gì, cô bé vội vàng lấy một chiếc bình bạch ngọc đưa cho cô gái thần bí. Cô gái thần bí hỏi, đây là gì? Tiểu Linh Nhi đáp, khí tím đó. Cô gái thần bí mở bình bạch ngọc ra, trong bình chứa rất nhiều dòng khí tím, đều là khí tím cực kỳ tinh thuần. Nhìn thấy khí tím này, cô gái thần bí mỉm cười, thằng nhóc kia. Vừa nói nàng ta thu lại dòng khí tím rồi tiếp tục, ta cho ngươi sách cổ luyện đan đó là thứ tốt, ngươi phải nghiêm túc học những đan dược bên trong đó, biết chưa hả? Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, ta hiểu rồi. Cô gái thần bí khẽ gật đầu, liếc nhìn thoáng qua thú chiến thiên bên cạnh, nhóc này khá tốt đấy, nuôi nó cẩn thận sau này có tác dụng lắm. Ta đi dạo chỗ khác trước đã. Nói xong nàng ta xoay người biến mất tăm. Sau khi cô gái thần bí đi, Linh bên cạnh Tiểu Linh Nhi bỗng lên tiếng, người này rất nguy hiểm. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Thiện Linh, sau này gặp người mình không đánh lại được phải nhớ nịnh bợ người ta, biết không? Thiện Linh chớp mắt, nịnh bợ ư. Tiểu Linh Nhi gật đầu, nghiêm túc nói, phải học được cách nịnh bợ, giống như ca ca ấy. Cô gái thần bí rời khỏi tầng 3 đi đến tầng 5, đây là nơi Diệp Liên bế quan. Giờ phút này Diệp Liên đang bế quan lĩnh ngộ luân hồi. Luân hồi cảnh cũng không phải thứ dễ dàng lĩnh ngộ. Cho đến hiện tại, cường giả cấp bậc luân hồi cảnh cũng vô cùng ít ỏi. Cô gái thần bí nhìn Diệp Liên cách đó không xa, hơi mỉm cười, khá thú vị đây. Nói xong, nàng ta đã đi tới tầng 9. Tầng 9 bỗng lên tiếng, ta là người tốt. Cô gái thần bí cười nói, ta muốn xác định ngươi có ác ý gì với hắn hay không. Tầng 9 nói, ta không ác ý gì với hắn cả. Cô gái thần bí nhìn cửa vào tầng 9, sắc mặt mang theo ý cười nhưng ý cười này lại hơi lạnh lẽo. Tầng 9 bỗng nói, trời đất chứng giám, ta thật sự không có ác ý với hắn. Cô gái thần bí lắc đầu, người rất nguy hiểm. Vừa nói, đầu ngón tay nàng ta đã ngưng hiện ra kiếm ý. Tầng 9 vội vàng đáp, các hạ, ta là người tốt mà, không tin ngươi cứ hỏi thằng nhóc kia xem. Đúng lúc này cô gái thần bí đột nhiên cười nói, ta biết ngươi không có ác ý, ta chỉ đùa ngươi thôi, làm phiền rồi. Nói xong nàng ta đã biến mất tăm. Trong tầng 9, một tiếng thở dài chợt vang lên, ta sống dễ dàng sao? Ngoài tháp giới ngục, lúc này Diệp Huyên đã cắn nuốt gần 10 thanh kiếm. Hiện tại khí tức tản ra từ trên người hắn đã vượt xa nhân quả cảnh. Có điều hắn vẫn chưa tiến vào luân hồi cảnh.
Cứ như vậy khoảng chừng 3 ngày sau, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trên đất chợt mở bừng mắt ra. Hắn từ từ đứng lên, trong phút chốc một luồng khí tức cường đại giống như sóng thủy triều chấn động trào ra khỏi cơ thể của hắn. Ầm. Không gian xung quanh đột nhiên rung chấn. Diệp Huyên nhìn thân thể của mình, giờ phút này trong thân thể hắn ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại. Luân hồi cảnh. Lại không hề có. Lúc này cô gái thần bí đột nhiên nói, hiện tại ngươi mới bắt đầu vào luân hồi cảnh, muốn thực sự tiến vào cảnh giới này ngươi bắt buộc phải ngộ ra. Nếu như may mắn ngày mai đã có thể bước vào luân hồi. Nếu như không may thì có lẽ cả đời không thể vào được luân hồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tuyết tỷ, phải làm thế nào mới có thể vào luân hồi? Cô gái thần bí nói, cái này phải xem bản thân ngươi, ta nói cho ngươi cũng vô dụng. Diệp Huyên cạn lời. Cô gái thần bí lại nói, đi theo ta đến chỗ này. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyên vội vàng hỏi, Tuyết tỷ, chúng ta sẽ tới nơi nào? Cô gái thần bí nói, ngươi cứ đi rồi sẽ biết. Vừa nói, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có hiểu về người trong cơ thể ngươi không? Diệp Huyên ngẩn người rồi đáp, tầng 9. Cô gái thần bí gật đầu. Diệp Huyên nói, không quá hiểu rõ nhưng mà vị tiền bối này giúp đỡ ta rất nhiều. Cô gái thần bí khẽ gật đầu, lão ta không hề đơn giản, ngươi phải cẩn thận một chút. Nàng ta cũng không truyền âm huyền khí bởi vậy nàng ta cố ý nói cho tầng 9 nghe. Tầng 9 chợt lên tiếng, các hạ, ta có mục đích, nhưng mà các hạ yên tâm ta không hề có ác niệm với hắn. Cô gái thần bí gật đầu, ta biết nhưng mà hiện tại không có nghĩa sau này cũng không có. Tầng 9 im lặng. Diệp Huyên bỗng nói, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn. Cô gái thần bí gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng, thông minh, có thực lực mạnh người khác mới không chọn làm kẻ địch của ngươi. Mà ngươi bây giờ vẫn cần phải cố gắng. Diệp Huyên cười nói, Tuyết tỷ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Thần bí nữ tử gật đầu, hỏi đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tuyết tỷ, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn vô cùng tò mò về thân phận của cô gái thần bí. Rất tò mò. Người phụ nữ này không chỉ mạnh mà còn vô cùng thân thiện với hắn, thân thiện đến nỗi hơi bất thường. Cô gái thần bí cười nói, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Huyên im lặng. Cô gái thần bí chợt nói, ngươi biết ngũ duy kiếp không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái thần bí cười nói, kiếp này rất không đơn giản, trước khi kiếp này đến, ngươi bắt buộc phải đủ mạnh mẽ, hiểu không? Diệp Huyên trầm giọng nói, Tuyết tỷ, có lục duy không? Vũ trụ hắn đang ở là vũ trụ ngũ duy, trên ngũ duy có lục duy không? Đây là thứ hắn tò mò. Chắc chắn tiểu đạo biết nhưng mà cô gái này không nói. Cô gái thần bí khẽ cười, ngươi hỏi ta vấn đề này ta cũng không biết. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi cũng không biết ư. Cô gái thần bí gật đầu, thế giới rất lớn, lớn tới nỗi vượt qua trí tưởng tượng của ta và ngươi. Nói xong, nàng ta xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một giọt nước. Cô gái thần bí nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi biết trong giọt nước này ẩn chứa bao nhiêu sinh mệnh không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Cô gái thần bí cười nói, trong một giọt nước ẩn chứa vô số sinh mệnh. Diệp Huyên nhíu mày, Tuyết tỷ, ngươi xác định. Cô gái thần bí gật đầu, bản chất, cái gì được gọi là bản chất? Nếu như ngươi hiểu được điều này, ngươi sẽ thực sự nhập phàm. Diệp Huyên trầm mặc, bản chất, hắn tu hành đến bây giờ đã trở nên mạnh hơn, lại càng cảm thấy bản thân không biết gì. Cô gái thần bí đột nhiên nói, ngươi biết tiên tri không? Diệp Huyên gật đầu, biết, tiền bối cũng biết à. Cô gái thần bí gật đầu, đang định nói tiếp thì đúng lúc này nàng ta đột nhiên nhìn về phía trước, đến rồi. Diệp Huyên nhìn trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một bãi đất hoang, trong bãi đất đó cắm rất nhiều chuôi kiếm rải khắp bãi đất. Nơi này tràn ngập kiếm ý cường đại, những kiếm ý này không chỉ có một loại mà là rất nhiều loại. Diệp Huyên hỏi, Tuyết tỷ, nơi này là... Thần bí nữ tử cười nói, kiếm chủng. Kiếm chủng. Diệp Huyên có chút khó hiểu, đang muốn hỏi, thần bí nữ tử lại nói, hành lễ đi. Diệp Huyên sửng sốt, hành lễ. Thần bí nữ tử đột nhiên nói, nhanh lên. Diệp Huyên do dự một chút sau đó cung kính hành lễ với bãi đất kiếm chủng kia.
Cô gái thần bí đi vào trong bãi kiếm chủng, nàng ta nhìn quanh bốn phía rồi nói, kiếm đạo của ngươi là đạo của cô gái váy trắng kia. Đạo của nàng đương nhiên không sai, nhưng mà nàng chỉ cho ngươi một phương hướng kiếm đạo. Sự hiểu biết của ngươi về kiếm đạo đó thực sự vô cùng ít ỏi. Ngươi như vậy cho dù tu luyện trăm lượt cũng khó mà tu luyện ra kiếm đạo thuộc về chính mình. Bất kỳ một đạo nào cũng đều không thể chỉ biết một mà không biết hai, kiếm tu chúng ta lại càng như thế. Vừa nói, nàng ta liếc nhìn xung quanh, có thể nói kiếm tu nơi này đều là kiếm tu mạnh nhất của vũ trụ ngũ duy. Bọn họ đã từng theo cha ta, cả đời đều theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Có người vẫn còn sống, nhưng phần nhiều đều đã qua đời. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát sau đó nói, người hành lễ thêm một lượt đi. Nghe vậy Diệp Huyên không chút chần chừ, lại cung kính hành một lễ. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Kiếm tu mạnh nhất của cả vũ trụ ngũ duy. Nhưng lời này hơi khủng khiếp. Lúc này cô gái thần bí đột nhiên hành lễ với bãi đất kiếm chủng, các bậc cha chú, làm phiền rồi. Nàng ta vừa dứt lời, khoảng đất kiếm chủng kia đột nhiên xuất hiện từng đạo hư ảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng trở nên nghiêm túc. Chỉ chốc lát, giữa khoảng đất xuất hiện 36 ảo ảnh. Tuy những ảo ảnh này không phải chân thân nhưng trên mỗi ảo ảnh lại ẩn chứa kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có vậy, những người này đứng ở đó giống như một thanh kiếm sắc bén, giống như có thể chém rách được cả bầu trời. Mạnh mẽ! Có thể tưởng tượng nếu những kiếm tu này còn sống thì sẽ khủng bố đến mức nào. Mà giờ phút này cuối cùng Diệp Huyên cũng tin lời cô gái thần bí nói. Kiếm tu mạnh nhất ngũ duy. Những kiếm tu trước mặt này, tu vi kiếm đạo có lẽ chỉ đứng sau chủ nhân kiếm trên đỉnh tháp. Giữa khoảng đất, ánh mắt những kiếm tu đều rơi trên người Diệp Huyên. Lúc bọn họ nhìn thấy Diệp Huyên, ai nấy đều ngẩn người sau đó trên mặt hiện lên một ý cười khó hiểu. Diệp Huyên bị nhìn cảm thấy hơi khó hiểu, những kiếm tu này quen mình. Lúc này cô gái thần bí đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, qua đó đi. Diệp Huyên hơi do dự sau đó đi qua. Cô gái thần bí nói, học cho tốt. Nói xong, nàng xoay người lui ra ngoài. Lúc này một vị kiếm tu đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định lên tiếng, một thanh kiếm đã chỉ thẳng vào ấn đường của hắn không một tiếng động. Diệp Huyên ngây người tại chỗ, mình tiêu đời rồi ư. Đúng lúc này một tiếng nói vang lên bên cạnh tai hắn, một kiếm vừa rồi thế nào? Diệp Huyên nhìn về phía kiếm tu đang nói chuyện, kiếm tu cười nói, kiếm đạo của ta như thật như giả, có khi thật, có khi giả, giữa thật và giả tùy ý biến ảo. Diệp Huyên trầm giọng nói, mạnh thật. Vị kiếm tu kia cười nói, vạn vật cũng như vậy, có rất nhiều lúc thứ ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Chân thực, mọi thứ đều từ tâm mà định. Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm đạo của tiền bối là. Kiếm tu hơi mỉm cười, ngươi muốn học không? Diệp Huyên gật đầu. Kiếm tu cười nói, kiếm đạo của ta nói khó cũng không khó, nói không khó cũng không khó, phải xem ngộ tính của bản thân ngươi. Diệp Huyên cung kính thi lễ, vẫn mong tiền bối chỉ giáo. Kiếm tu cười nói, nào, xuất kiếm đi. Diệp Huyên gật đầu, quyết đoán xuất kiếm. Thời gian tiếp theo, Diệp Huyên vẫn luôn ở kiếm chủng, mỗi ngày hắn gần như học tập không ngủ nghỉ. Kiếm đạo. Từ trước đến nay, kiến thức của hắn về kiếm đạo thật sự quá ít ỏi. Cô gái váy trắng đưa ra phương hướng cho hắn nhưng lại không cho hắn quá trình này. Hoặc là nói cô gái váy trắng cũng sẽ không dạy một người mới đi luyện kiếm. Dưới tình huống này, kiếm đạo của hắn gần như chỉ có thể tự mình mày mò. Tự mình mò mẫm sẽ vô cùng khó khăn bởi vì có thể sẽ đi sai đường. Mà hiện tại trước mắt nhiều kiếm tu cường đại như vậy đã khiến cho hắn tiếp xúc được với đủ loại kiếm đạo cường đại. Đối với hắn mà nói, điều này đồng nghĩa với việc lại mở ra cánh cửa của kiếm đạo. Tham khảo, dung hợp. Khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày Diệp Huyên đều điên cuồng học tập. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Tuy rằng thực lực vẫn chưa tăng lên nhưng kiến thức kiếm đạo của hắn lại tăng theo từng ngày. Thiên ma tộc, Nhậm Bình Sinh vẫn đang canh ở cửa vào cấm địa chợt lên tiếng, đi vào. Vô Hy nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, đi vào ư. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể đủ giết lão kiếm tu kia. Chúng ta cứ ở đây chờ mãi chỉ có thể rơi vào thế bị động.
Hơn nữa thư phòng trên người Diệp Huyên vô cùng có khả năng rơi vào tay người khác. Vô Hy im lặng. Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hy, có liều không? Vô Hy im lặng một lát rồi gật đầu, liều một phen. Nhậm Bình Sinh và Vô Hy tiến vào trong cấm địa. Nhìn tấm bia đá phía trước, Vô Hy nhẹ giọng nói, thì ra ở đây có một tông môn. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Vô Hy, người không biết à? Vô Hy gật đầu, ta cũng chưa vào nơi này bao giờ. Nhậm Bình Sinh nói, người đang nói đùa sao? Vô Hy nhẹ giọng nói, đây là cấm địa của thiên ma tộc ta. Lão Tổ đã từng hạ mệnh lệnh nghiêm cấm người đời sau của thiên ma tộc ta bước vào trong này. Nhậm Bình Sinh hỏi, vì sao? Vô Hy nói, không biết nữa, thiên ma tộc ta có tiền bối không tuân thủ mệnh lệnh của Lão Tổ, tự tiện bước vào trong này. Nhưng mà những người đi vào trong không có một ai ra ngoài cả. Nhậm Bình Sinh nhìn tấm bia đá, kiếm tông. Nói tới đây, sắc mặt lão ta trở nên xa sầm. Bởi vì Diệp Huyên là kiếm tu. Kiếm tông này sẽ không có liên quan đến Diệp Huyên đấy chứ. Nghĩ vậy, sắc mặt Nhậm Bình Sinh càng thêm khó coi. Dường như biết được suy nghĩ của Nhậm Bình Sinh, Vô Hy chợt lên tiếng, chắc là hắn không liên quan gì đến kiếm tông này đâu. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Vô Hy, sao ngươi biết được? Vô Hy nhẹ giọng nói, bởi vì Diệp Huyên kia rõ ràng không biết cấm địa này là nơi nào. Hơn nữa ta đã điều tra hắn, hắn là lần đầu tiên đến Ngũ Duy, cũng chưa bao giờ đến thiên ma tộc của ta. Bởi vậy hắn không thể nào có liên quan đến kiếm tông này. Nhậm Bình Sinh gật đầu, cho dù thế nào chúng ta cũng phải có được thư phòng kia. Vô Hy gật đầu. Thật ra hắn cũng không muốn làm kẻ địch của Diệp Huyên nhưng mà thư phòng kia vô cùng quan trọng với thiên ma tộc, nó là vật mấu chốt để giúp thiên ma tộc đối kháng với ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp quá đáng sợ, nếu không có thư phòng ấy, đến cuối cùng e rằng số người sống sót của thiên ma tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sinh tồn. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Vô Hy gật đầu. Hai người đang muốn đi về phía kiếm tông kia, đúng lúc này. Một ông lão tóc bạc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ. Nhìn thấy ông lão tóc bạc này, hai mắt Nhậm Bình Sinh lập tức nheo lại, trong mắt mang theo một tia nghiêm túc và kiêng dè. Lão ta đã đánh nhau với ông lão tóc bạc, biết được sức mạnh của lão ta. Vô Hy nhìn thoáng qua ông lão tóc bạc, nói, không biết các hạ là. Đúng lúc này, trong hộp kiếm đằng sau ông lão tóc bạc có một thanh kiếm bất chợt lao ra. Phút. Một đạo kiếm quang chớp mắt phụt ra chém Vô Hy. Kiếm cực nhanh khiến cho hai người Vô Hy nháy mắt biến sắc. Vô Hy giơ một tay ra chắn. Ầm. Vô Hy nháy mắt bị chém ra xa mấy trăm trượng, gần như cùng lúc, Nhậm Bình Sinh bên kia cũng bị một đạo kiếm quang chém ra xa cách mấy trăm trượng. Giờ phút này sắc mặt hai người Vô Hy đều trở nên nghiêm nghị. Thực lực của ông lão tóc bạc còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Nhậm Bình Sinh nhìn ông lão tóc bạc, các hạ, hai người chúng ta vô tình làm kẻ địch của các hạ. Ông lão tóc bạc nhìn thoáng qua hai người Nhậm Bình Sinh, đến tìm hắn à? Nghe vậy Nhậm Bình Sinh gật đầu, đúng vậy các hạ, hai người bọn ta chỉ tìm Diệp Huyên kia, chúng ta. Hỗn xược! Ông lão tóc bạc đột nhiên quát lên, ngay sau đó một kiếm quang không một dấu hiệu báo trước xuất hiện trước mặt Nhậm Bình Sinh. Con người Nhậm Bình Sinh hơi co lại. Trong tay lão ta bất chợt xuất hiện một cây trường thương, mũi thương đâm thẳng về phía trước. Ầm. Nhậm Bình Sinh nháy mắt lại lần nữa bị đẩy lùi, không chỉ có thế, kiếm quang kia còn trực tiếp chém nát trường thương của lão ta. Đúng lúc này, bóng tối chợt bao phủ lấy kiếm quang kia. Uỳnh. Trong bóng tối, một tiếng nổ chợt vang lên. Ở phía xa, ông lão tóc bạc quay đầu nhìn về phía Vô Hy, Vô Hy trầm giọng nói, các hạ quen tên Diệp Huyên kia à? Ông lão tóc bạc nhìn sang Vô Hy, đám các ngươi đúng là nhát gan. Nói xong lão đột nhiên chắp tay trước ngực, chỉ trong phút chốc một thanh kiếm hư ảo ngưng hiện từ trên đỉnh đầu lão. Khoảnh khắc khi thanh kiếm này xuất hiện, sắc mặt ông lão tóc bạc và Vô Hy đang đứng giữa sân tức khắc trở nên nghiêm nghị. Ông lão tóc bạc đột nhiên gầm lên, chém. Lão vừa dứt lời, thanh kiếm trên đỉnh đầu lão chợt xé gió mà đi. Phút. Giữa sân. Không gian bị xé rách từng mảng. Một kiếm này hủy diệt trời đất. Lúc này Nhậm Bình Sinh chợt nói, hợp tác. Vừa dứt lời, lão ta và Vô Hy đột nhiên xông ra ngoài.
âm huỳnh. Đột nhiên một tiếng động nổ ra tựa như sấm sét vang vọng trời đất. Trong không trung, Nhậm Bình Sinh và Vô Hy liên tục lùi lạc, mỗi bước lùi là cả ngàn trượng. Sau khi hai người dừng lại, sắc mặt ai cũng càng thêm nghiêm mặt. Ông lão tóc bạc đang định ra tay tiếp, đúng lúc này từ phía xa truyền đến một giọng nói, bỏ đi. Nghe thấy âm thanh này, ông lão tóc bạc do dự một chút sau đó rút lui sang bên cạnh. Vô Hy và Nhậm Bình Sinh nhìn về phía kiếm tông kia, bên trên đại điện kiếm tông kia có một cô gái đang đứng đó, khuôn mặt còn mang theo ý cười. Vô Hy trầm giọng nói, các hạ là. Cô gái cười nói, các ngươi muốn giết Diệp Huyên. Vô Hy nhìn cô gái, các hạ muốn bảo vệ hắn. Cô gái lắc đầu, không không, chúng ta không bảo vệ hắn, hắn chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Nghe vậy, Vô Hy và Nhậm Bình Sinh vô cùng sửng sốt. Lúc này cô gái lại nói, hiện tại ta bảo hắn giúp ta làm một chuyện ở đây, sau khi làm xong hắn sẽ rời đi. Đến khi đó các ngươi có thể đi giết hắn. Hai người Nhậm Bình Sinh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Bên dưới, ông lão tóc bạc nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình, không dám lên tiếng. Cô gái chợt bật cười, thật mà, chúng ta không có một chút liên quan gì với hắn cả. Các ngươi đi ra đi. Đợi hắn làm giúp ta xong việc hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Khi đó các ngươi có thể đi giết hắn rồi. Vô Hy hơi do dự sau đó nói, chỉ bằng hiện tại các hạ giao hắn cho hai người chúng ta. Cô gái nheo mắt lại, có tin ta giết chết các ngươi không? Nghe vậy sắc mặt hai người Vô Hy và Nhậm Bình Sinh tức khắc trở nên khó coi. Sao cô gái này nói đổi ý là đổi ý ngay vậy? Nhậm Bình Sinh còn muốn nói cái gì? Vô Hy đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong lão ta không cho Nhậm Bình Sinh cơ hội nói chuyện, xoay người biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Vô Hy đi, Nhậm Bình Sinh cũng lập tức lựa chọn rời đi. Không có Vô Hy, chưa nói tới cô gái thần bí vừa xuất hiện trước mặt này, mà ngay cả ông lão tóc bạc kia lão ta cũng không đánh lại được. Sau khi hai người rời đi, ông lão tóc bạc nhìn về phía cô gái thần bí tiểu thư. Cô gái thần bí cười nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng mà ta phải nói với ngươi, chuyện của hắn phải để chính hắn tự giải quyết. Ông làm tóc bạc nói, nếu như hắn không giải quyết được thì sao? Cô gái thần bí hơi mỉm cười xoay người rời đi. Bên dưới, ông lão tóc bạc cũng xuất hiện ý cười trên mặt. Khu kiếm chủng, giờ phút này Diệp Huyên còn đang trao đổi với những kiếm tu kia. Mới ban đầu hắn chỉ lắng nghe, sau đó có chỗ không hiểu thì hỏi. Không bao lâu sau, hắn đã bắt đầu trao đổi với những kiếm tu kia. Cuối cùng hắn cũng là phàm kiếm, tạo nghệ kiếm đạo cũng không thấp. Mà lúc này, kiến thức kiếm đạo của Diệp Huyên hắn tăng lên thực sự kinh khủng. Không chỉ có vậy, hắn còn tiếp xúc với vô số loại kiếm đạo, mở rộng tri thức kiếm đạo của hắn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyên đã học quên mình. Chấm. Thành Thiên Ma, lối vào cấm địa. Nhậm Bình Sinh nhìn chằm chằm Vô Hy, tại sao phải rút? Vô Hy nhẹ giọng nói, người có đánh được cô gái thần bí kia không? Nhậm Bình Sinh im lặng. Vô Hy lại nói, thực lực của cô gái kia sâu không lường được. Nhậm Bình Sinh u ám nói, lẽ nào cứ từ bỏ như vậy sao? Vô Hy nói, không phải nàng ta nói mình không có bất kỳ liên quan gì với Diệp Huyên hay sao? Nhậm Bình Sinh im lặng. Vô Hy nói, e là người con gái này cũng đang lợi dụng Diệp Huyên kia. Tóm lại chúng ta cứ đợi Diệp Huyên ra ngoài là được. Đương nhiên nếu đạo chủ có thể tìm được cường giả trợ giúp thì chúng ta cũng có thể đánh vào bên trong. Nếu không có cường giả giúp đỡ, e rằng hai người chúng ta kém đối phương rất xa. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, không thể tin tưởng cô gái kia. Vô Hy nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, người muốn làm gì? Hai mắt Nhậm Bình Sinh từ từ nhắm lại, cô gái kia có mạnh đến đâu cũng sẽ không vượt qua chủ tế cảnh. Chúng ta chỉ cần tìm thêm hai tên chủ tế cảnh, bốn người liên thủ chắc chắn có thể áp chế được hai người kiếm tông kia. Vô Hy lắc đầu, không dễ tìm đâu. Nhậm Bình Sinh chợt mở bừng mắt, để ta đi tìm. Nghe vậy Vô Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, còn một chuyện nữa, tại sao chúng ta không để tên Diệp Huyên kia tự mình ra ngoài? Vô Hy hơi nhíu mày, tự hắn ra ngoài ư. Nói tới đây, dường như ông ta nghĩ tới điều gì đó, hơi sững lại, ý ngươi nói là nhắm vào thư phòng Vạn Duy.
Nhậm Bình Sinh nói, ta đi tìm người trợ giúp, nếu như cô gái thần bí và ông lão tóc bạc kia thật sự không giúp đỡ hắn thì tốt. Còn nếu như họ giúp đỡ, chúng ta đây liền chiến đấu với bọn họ một trận. Nói xong lão ta cũng biến mất. Giữa sân, sắc mặt Vô Hy u ám không biết đang suy nghĩ điều gì. Khu kiếm trùng, cô gái thần bí đi vào trong vùng kiếm trùng, nàng ta nhìn Diệp Huyên đang trao đổi với các kiếm tu ở phía xa xa, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Diệp Huyên đã học ở đây vài hôm rồi, mấy ngày qua, Diệp Huyên có thể nói là không ngủ không nghỉ. Cứ như vậy lại trôi qua mấy ngày, ngày hôm nay Diệp Huyên đột nhiên ngồi xếp bằng, qua chốc lát cả người hắn đã nhập định. Mà những kiếm tu đó vẫn chưa biến mất, đều đứng đó nhìn Diệp Huyên. Cô gái thần bí cũng không rời đi, nàng ta nhìn Diệp Huyên phía xa xa không biết đang suy nghĩ điều gì. Thời gian từng chút qua đi, khoảng chừng 3 ngày sau, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở bừng hai mắt. Trong mắt hắn thấp thoáng một vùng kiếm quang. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái thần bí hơi mỉm cười. Lúc này Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đã đứng dậy. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ chợt lao ra từ trong cơ thể hắn, chân trời mặt đất chấn động giống như bị gió lốc càn quét. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, đôi tay hắn từ từ nắm chặt, một thanh kiếm hư ảo chợt ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, kiếm ý xung thiên lao thẳng về phía chân trời. Lúc này cô gái thần bí đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta đánh giá liếc nhìn Diệp Huyên, cảm giác ra sao? Diệp Huyên lại hít sâu thêm một hơi rồi nói, cảm giác rất tốt. Cô gái thần bí cười nói, người vẫn cần một quá trình hấp thu toàn bộ, có điều quá trình này không vội vàng được, phải từ từ. Diệp Huyên gật đầu, hắn đang định nói tiếp, đúng lúc này không gian trước mặt hắn chợt rung lên. Chỉ lát sau Diệp Huyên nhíu chặt lông mày. Cô gái thần bí hỏi, sao thế? Diệp Huyên trầm giọng nói, người hộ đạo và thành thiên ma muốn nhắm vào bạn bè của ta. Vừa nói, hắn nhìn về phía cô gái thần bí, Tuyết tỷ, ta phải đi về rồi. Cô gái thần bí chớp mắt, cười nghịch ngợm, cần giúp đỡ không? Diệp Huyên vội vàng đáp, cần, về cùng cần. Nghe thấy lời nói của Diệp Huyên, cô gái thần bí cười nói, ta nói đùa với ngươi thôi. Diệp Huyên. Cô gái thần bí cười nói, ngươi phải đi, ta cũng phải đi rồi. Diệp Huyên nhíu mày, Tuyết tỷ muốn rời đi ư? Cô gái thần bí liếc nhìn xung quanh, sau đó gật đầu cũng nên đi rồi. Diệp Huyên hơi do dự một chút, sau đó nói, Tuyết tỷ muốn đi đâu? Cô gái thần bí cười nói, nên trở về rồi. Diệp Huyên thấp giọng nói, về đâu? Cô gái thần bí cười nói, sao ngươi nhiều câu hỏi thế? Diệp Huyên gượng cười, chỉ là tò mò thôi. Cô gái thần bí khẽ mỉm cười, nhiều khi lòng hiếu kỳ sẽ gây chết người đấy. Diệp Huyên nói, Tuyết tỷ, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ? Cô gái thần bí cười nói, còn, nhất định sẽ gặp. Diệp Huyên cười nói, tại sao? Cô gái thần bí cười cười, ngươi xem, ngươi lại hỏi rồi. Diệp Huyên, cô gái thần bí nhìn qua Diệp Huyên. Nhẹ giọng nói, tự chăm sóc bản thân thật tốt, chăm chỉ tu luyện, sau này chúng ta sẽ cùng kề vai chiến đấu. Diệp Huyên gật đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không nỡ. Không biết tại sao, hắn và người phụ nữ này chưa quen quyết bao lâu, nhưng cảm thấy đối phương rất thân thiết, cảm thấy đối phương sẽ không hại hắn. Cảm giác vô cùng kỳ lạ. Lúc này, đột nhiên cô gái thần bí liếc nhìn những kiếm tu đằng sau Diệp Huyên. Nhẹ giọng nói, tặng ngươi một món quà. Diệp Huyên hỏi, món quà bí mật. Cô gái thần bí khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười có chút xấu xa. Ngục tối vô biên, trong tiệm cầm đồ. Đằng sau quầy, tiểu đạo đang nằm bò trên quầy ngủ rất say, không biết qua bao lâu, tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, nàng ta hơi cau mày. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi vào trong tiệm cầm đồ. Người tới chính là tộc trưởng của thiên ma tộc Vô Hy. Vô Hy nhìn qua tiểu đạo, nhẹ giọng nói, tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, có chuyện gì thế? Vô Hy thấp giọng nói, tiểu đạo cô nương, cô cũng biết lai lịch thật sự của Diệp Huyên chứ? Tiểu đạo gật đầu, biết. Vô Hy hơi cúi đầu, sau đó nói, mong tiểu đạo cô nương giải thích cho. Tiểu đạo cười nói, vấn đề này rất đắt. Vô Hy hơi do dự. Sau đó nói, tiểu đạo cô nương muốn cái gì? Tiểu đạo lắc đầu, không phải là ta cần gì, là xem ngươi có cái gì.
Phô Hy lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt lên mặt quầy, tiểu đạo nhìn qua rồi lắc đầu. Phô Hy im lặng một lát, sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt lên mặt quầy, nhưng tiểu đạo vẫn lắc đầu. Phô Hy nhíu mày, đắt thế ư? Tiểu đạo cười nói, cũng khá đắt. Phô Hy thấp giọng nói, tiểu đạo cô nương, có thể nể tình chút không? Tiểu đạo nhìn Phô Hy, tình cảm của ngươi không đáng giá. Thật thẳng thắn. Nghe vậy, sắc mặt Phô Hy lúc này trở nên khó coi. Đây chính là không nể mặt mũi của ông ta. Tiểu đạo cười nói, tộc trưởng Phô Hy, nếu không có chuyện gì thì đi đi. Phô Hy thấp giọng thở dài, tiểu đạo cô nương, theo ta được biết, quan hệ của cô và Diệp Huyên kia rất thân thiết, nhưng lần này, chúng ta... Tiểu đạo bỗng ngắt lời Phô Hy, ta biết mục đích của ngươi, lần này các ngươi tới đây chính là vì muốn giết Diệp Huyên, ta có thể nói rõ ràng với ngươi, mặc dù ta và Diệp Huyên có quan hệ khá tốt, nhưng ta sẽ không vi phạm nguyên tắc bản thân mà ra tay trợ giúp hắn. Phô Hy thấp giọng nói, rốt cuộc cô gái váy trắng sau lưng hắn là ai? Nghe vậy, tiểu đạo lắc đầu cười, vấn đề này còn đắt hơn vấn đề hồi nãy, ngươi chắc chắn muốn hỏi chứ. Phô Hy khẽ lắc đầu, tiểu đạo cô nương, thứ cô cần e là thiên ma tộc ta không có. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, được thôi, vậy ta tặng ngươi một câu miễn phí, hiện tại lập tức rời khỏi đây quay về thành thiên ma của ngươi yên tâm mà chờ. Phô Hy nhíu mày, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu thở dài, ngươi xem, ta nói kêu ngươi đi, ngươi sẽ không bằng lòng, nếu không bằng lòng thì rời đi, cần gì phải tới hỏi ta. Phô Hy im lặng. Tiểu đạo cũng không nói gì nữa, nàng ta cầm một cuốn sách cổ lên xem. Trong tiệm cầm đồ, Phô Hy trầm mặc một lát, sau đó nói, quấy rầy rồi. Nói xong ông ta xoay người biến mất dạng. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo lắc đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thư viện Vạn Duy. Dưới sự dìu dắt của Trương Văn Tú và nữ phu tử, thư viện Vạn Duy giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, không những thế. Dưới lời triệu tập của phu tử, rất nhiều giáo viên, học viên từng rời đi đều quay về thư viện. Thư viện Vạn Duy hiện tại có thể nói là không ngừng phát triển. Trong góc sân, phu tử và Trương Văn Tú ngồi đối diện nhau. Phu tử cầm lấy chén trà trước mặt nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nói, dạo này ta cứ có dự cảm, e là sắp có chuyện xảy ra. Trương Văn Tú nhìn về phía phu tử, nguyên do là hắn. Nữ phu tử gật đầu, kể từ khi chúng ta ở cùng hắn, vận mệnh của thư viện và vận mệnh của chúng ta đối với hắn không thể tách rời. Trương Văn Tú im lặng. Nữ phu tử cười nói, trong khoảng thời gian này, ta tra ra được rất nhiều chuyện. Trương Văn Tú nhìn về phía nữ phu tử nói, đây là một thời đại hỗn loạn. Những cường giả siêu cấp và thế lực siêu cấp của các thời đại đều hội tụ ở thời đại này, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Trương Văn Tú nhàn nhạt nói, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Nữ phu tử cười nói, đến giờ ngươi vẫn lạc quan. Trương Văn Tú đang định nói chuyện, đúng lúc này, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên bầu trời của thư viện Vạn Duy, một cỗ uy áp vô hình đột nhiên thổi quét xuống. Nữ phu tử nhẹ giọng nói, xem ra trực giác này của ta. Trương Văn Tú dậm nhẹ chân phải. Cả người hóa thành mũi nhọn của cây thương phóng lên cao. Thực lực hiện tại của Trương Văn Tú đã vượt qua nữ phu tử, vì trong tay nàng ta có cây thương do chính tay lão đầu rèn cho, còn có huyết mạch chi lực của bản thân nàng ta nữa. Phía chân trời, đột nhiên Trương Văn Tú dừng lại, vì giờ phút này, cỗ uy áp kia đã mạnh hơn gấp mấy lần. Trong mắt Trương Văn Tú hiện lên một tia mũi nhọn sức lạnh, đâm mạnh trường thương trong tay. Uỳnh! Mũi thương sắc nhọn xé rách chân trời. Ầm ầm, cỗ uy áp kia trực tiếp bị mũi thương đâm thủng. Lúc này, một tàn ảnh đột nhiên nhằm thẳng về phía Trương Văn Tú. Ầm, Trương Văn Tú đột nhiên rơi xuống từ phía cuối chân trời. Khi nàng ta rơi xuống mặt đất, cả mặt đất lập tức rạn nứt, biến thành một cái hố sâu tối đen. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn, trên không trung có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người này chính là đạo chủ của Thiên Đạo Thành, Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh nhìn Trương Văn Tú, người thật ra khá thú vị đấy. Trương Văn Tú nhìn Nhậm Bình Sinh, ngươi là ai? Nhậm Bình Sinh nói, đạo chủ. Trương Văn Tú nhíu mày, người hộ đạo. Nhậm Bình Sinh gật đầu, đúng vậy.
Trương Văn Tú cười nói, mục đích thực sự của các ngươi là Diệp Huyên đúng không? Nhậm Bình Sinh nói, đúng thế. Trương Văn Tú cười nói, tại sao không trực tiếp đi tìm hắn? Nhậm Bình Sinh khẽ nói, hắn không xuất hiện. Trương Văn Tú khẽ gật đầu, hiểu rồi. Hiển nhiên đối phương là muốn dùng thư viện Vạn Duy để ép Diệp Huyên hiện thân. Chỉ là, cái tên kia đã chạy đi đâu rồi? Phía chân trời, Nhậm Bình Sinh liếc nhìn thư viện Vạn Duy phía bên dưới, trong mắt lão ta hiện lên một tia phức tạp. Đây chính là thư viện do tiên tri lập nên. Đối với Nhậm Bình Sinh, trong lòng lão ta vẫn có chút gì đó kính trọng với tiên tri. Năm đó ông ấy đã đi qua tinh vực thiên đạo, lúc đó thiếu chút nữa là hủy diệt tinh vực thiên đạo, nhưng lão ta vẫn vô cùng căm thù đối phương. Đó là một người đáng để kính phục. Đúng lúc này, Vô Hy đột nhiên xuất hiện giữa không trung, Vô Hy liếc nhìn phía bên dưới, sau đó nói, Diệp Huyên còn chưa xuất hiện sao? Nhậm Bình Sinh nhàn nhạt nói, hắn sẽ xuất hiện. Nói xong, lão ta xoay vòng tay phải, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Một cỗ uy áp vô hình đột nhiên quét xuống từ phía chân trời. Nhìn thấy cỗ uy áp này, sắc mặt Trương Văn Tú nhất thời trở nên u ám, nếu để luồng sức mạnh cường đại này rơi xuống, e là cả thư viện Vạn Duy sẽ bị san bằng. Quá mạnh đi! Trong mắt Trương Văn Tú hiện lên một tia hung ác, tay phải nàng ta cầm thương phóng lên cao, mũi nhọn trên đỉnh cây thương mạnh mẽ đâm ra. Toàn bộ chân trời rung lên kịch liệt. Phía chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn cây trường thương trong tay Trương Văn Tú, khẽ nói, thương tốt đấy, đáng tiếc vẫn chưa đủ. Nói xong, lão ta đột nhiên xuất ra một quyền. Một đạo quyền ấn to lớn từ trên trời quét xuống. Bên dưới, Trương Văn Tú híp hai mắt, nàng ta cầm trường thương trong tay quăng thẳng về phía chân trời. Vù! Trường thương trong tay nàng ta xé không gian mà đi, đâm thẳng về phía chân trời. Rất nhanh, cây trường thương đã đâm thẳng lên trên quyền ấn. Uinh uinh! Cây trường thương rung lên dữ dội, sau đó nứt ra rồi rơi từ trên trời xuống, nhưng quyền ấn cũng trực tiếp vỡ ra thành hình mạng nhện. Phía dưới, tay phải của Trương Văn Tú nắm về phía trước, một cái nắm này trực tiếp đón lấy cây trường thương đang rơi xuống. Nhưng vừa mới vào đến tay, trong nháy mắt sắc mặt Trương Văn Tú đại biến. Trong nháy mắt không gian xung quanh Trương Văn Tú đã bị hủy diệt. Một vệt máu chậm rãi chảy ra từ trong miệng nàng ta. Trọng thương. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh phía cuối chân trời. Sắc mặt của nàng ta trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nàng ta tuyệt đối không có khả năng địch lại người trước mắt. Phía chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn Trương Văn Tú bên dưới. Lão ta đang định ra tay thì đúng lúc này, bên cạnh, một giọng nói đột nhiên truyền đến, các ngươi tìm ta. Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông đang chậm rãi đi tới. Người đến chính là Diệp Huyên. Trương Văn Tú thấy Diệp Huyên đi tới, nàng ta lau vết máu trên khóe miệng, trong lòng thả lỏng, cuối cùng tên này cũng xuất hiện. Diệp Huyên đi tới trước mặt Trương Văn Tú, hắn nhẹ nhàng lau vết máu bên miệng Trương Văn Tú. Sau đó lấy ra một giọt nước suối sinh mệnh đưa cho Trương Văn Tú uống, đã thương người phụ nữ của ta diệt cả nhà hắn. Toàn bộ người hộ đạo các người, Diệp Huyên ta xác định diệt rồi. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyên, người thay đổi rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, cười nói, trở nên đẹp trai hơn sao. Nhậm Bình Sinh nhàn nhạt nói, Diệp Huyên. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ta có thể không giết ngươi nhưng ngươi phải giao chiếc tháp nhỏ và thư phòng Vạn Duy kia ra đây. Nếu giao ra hai thứ này, bọn ta lập tức lui về tinh vực thiên đạo. Diệp Huyên im lặng. Nhậm Bình Sinh lại nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, đừng tự sai lầm nữa. Diệp Huyên cười nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyên, vậy thì bây giờ ngươi có thể gọi vị A-La bất bại đứng phía sau kia, hoặc là... Nói xong, lão ta khẽ cười, hoặc là, gọi cô gái váy trắng đứng sau ngươi. Nghe thấy lời nói của Nhậm Bình Sinh, sắc mặt của Trương Văn Tú bên cạnh Diệp Huyên bỗng trở nên ngưng trọng. Sao Nhậm Bình Sinh dám nói như vậy chứ? Rất đơn giản. Đối phương rất có tự tin. Lần này bọn họ tìm đến Diệp Huyên, hiển nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ đến đây, Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên.
trong mắt nàng ta có một tia lo lắng. Diệp Huyên không thèm quan tâm Nhậm Bình Sinh, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, cười nói tiểu đạo cô nương. Hắn vừa dứt lời, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong không gian nơi ánh mắt hắn rơi xuống. Người tới chính là tiểu đạo. Nhìn thấy tiểu đạo, sắc mặt của Nhậm Bình Sinh và Vô Hy trở nên có chút khó coi. Nếu tiểu đạo giúp Diệp Huyên, vậy thì chuyện này cực kỳ phiền phức. Giống như hiểu được suy nghĩ của hai người Nhậm Bình Sinh và Vô Hy. Tiểu đạo đứng bên cạnh đột nhiên cười nói, hai vị chớ nghĩ nhiều, lần này ta tới chủ yếu chỉ muốn hóng hớt, chỉ thế thôi. Đánh vào việc của các ngươi, còn xem là việc của ta. Nhậm Bình Sinh liếc nhìn tiểu đạo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhìn về phía Vô Hy, hắn cười nói, Vô Hy tiền bối, tình cảm giúp đỡ nhau ngày đó Diệp Huyên ta luôn khắc ghi trong tâm can, nếu bây giờ ngài rời đi, ta và Thiên Ma tộc vẫn là bạn tốt. Vô Hy nhìn Diệp Huyên, Diệp tiểu hữu, nếu ngươi giao chiếc tháp nhỏ và thư phòng kia ra, Thiên Ma tộc ta bảo đảm sẽ không làm kẻ địch với ngươi. Diệp Huyên cười cười, hắn xòe lòng bàn tay, thư phòng Vạn Duy xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn Nhậm Bình Sinh và Vô Hy ở phía chân trời, thư phòng đang ở đây, các ngươi tới lấy đi. Nghe thấy lời nói của Diệp Huyên, Nhậm Bình Sinh híp hai mắt lại. Không hề sợ hãi. Giờ khắc này, trong lòng hai người Nhậm Bình Sinh càng thêm đề phòng. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh bỗng nhiên nói, cùng ra tay. Giọng nói của lão ta vừa dứt, lão ta và Vô Hy trực tiếp biến mất tại chỗ. Hai người liên thủ. Hiển nhiên hai người này muốn một kích lấy mạng Diệp Huyên. Đúng lúc này, một lão già tóc bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trong chiếc hộp kiếm sau lưng lão già tóc bạc, hai đạo kiếm quang bỗng phóng lên cao. Vù vù. Hai đạo kiếm quang phát ra âm thanh rung chuyển đất trời. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Nhậm Bình Sinh và Vô Hy trực tiếp lùi xa mấy trăm trượng. Nhìn thấy lão già tóc bạc, Nhậm Bình Sinh và Vô Hy sau khi dừng lại sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Người này chính là lão già kiếm tu của cấm địa thần bí kia. Xa xa, tiểu đạo nhìn qua lão già tóc bạc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lão già tóc bạc nhìn Nhậm Bình Sinh và Vô Hy phía chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, đám sâu bọ các ngươi lại dám vọng tưởng giết thiếu chủ của ta. Thiếu chủ. Lời vừa nói ra, mọi người trong sân đều sững sờ. Diệp Huyên cũng ngẩn người, hắn nhìn về phía lão già tóc bạc, cụ ông. Thiếu chủ. Cụ ông nhìn qua Diệp Huyên, ông ta hơi lưỡng lự, sau đó nói, ngươi là đệ đệ mà tiểu thư nhận, theo lý nên là thiếu chủ. Diệp Huyên chớp chớp mắt, như vậy cũng được sao? Cụ ông không để ý tới Diệp Huyên, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh và Vô Hy, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, đám người các ngươi tồn tại như lũ sâu bọ mà muốn giết thiếu chủ của ta sao? Đúng là vọng tưởng. Lời nói vừa dứt, ông ta dậm mạnh chân phải. Ầm. Trong ánh mắt của mọi người, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Phía chân trời, sắc mặt hai người Nhậm Bình Sinh và Vô Hy vô cùng ngưng trọng. Thực lực của lão già kiếm tu này không phải mạnh bình thường. Nhưng đối phương gọi Diệp Huyên là thiếu chủ. Trong lòng Vô Hy dâng lên một cảm giác không ổn, nhưng lúc này, ông ta đã không còn đường lui nữa. Không có thời gian để nghĩ nhiều vì đạo kiếm quang kia đã chém tới rồi. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, ngươi ngăn cản người này. Nói xong, Nhậm Bình Sinh bay thẳng về phía Diệp Huyên bên dưới. Sắc mặt Vô Hy đại biến. Một mình ngăn cản lão đầu này. Có thể chặn lão đầu này lại sao? Không dám sơ suất, Vô Hy gào lên giận dữ, hai tay tạo thành chữ thập, một pho tượng thiên ma vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta. Ngay sau đó, pho tượng khổng lồ này đập thật mạnh lên trên đạo kiếm quang kia. Ầm. Phía chân trời, một tiếng nổ đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc. Mà lúc này, Nhậm Bình Sinh đã đi tới đỉnh đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định ra tay, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đã chém thẳng tới trước mặt Nhậm Bình Sinh. Ầm. Nhậm Bình Sinh đã quay về vị trí. Phía chân trời, một vết nứt tối đen dài mấy trăm trượng không biết xuất hiện từ bao giờ, đó chính là vết nứt do kiếm chém rách mà ra. Nhậm Bình Sinh nhìn cụ ông phía bên dưới, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của lão đầu này quá đáng sợ. Sắc mặt của Nhậm Bình Sinh và Vô Hy khó coi đến cực điểm. Một người căn bản không thể khống chế lão già kiếm tu này.
Nhậm Bình Sinh bỗng xoay người nhìn về phía trên hư không, sư tôn. Một lão già đột nhiên xuất hiện phía trên hư không. Tiểu đạo nhìn về phía lão già kia, nàng ta hơi nhíu mày, người chính là đạo chủ tiền nhiệm, Mạc Hư Tử sao? Mạc Hư Tử nhìn về phía tiểu đạo cô nương, năm đó từ biệt, phong thái của cô vẫn giống như trước. Tiểu đạo cười nói, ngươi không tiếp tục bế quan mà đi ra xem náo nhiệt cái gì chứ? Mạc Hư Tử lắc đầu, trong mắt ông ta có một tia mờ mịt, cuộc đời này không thể đạt được thoát tục trong truyền thuyết. Nói xong, ông ta nhìn về phía lão già tóc bạc bên dưới, để ta chặn người này. Nói xong, người đã biến mất tại chỗ. Phía dưới, cụ ông híp hai mắt lại, ông ta xòe tay phải, thiên nhân hợp nhất. Lời nói vừa dứt, trên đỉnh đầu ông ta đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm hư ảo. Ngay sau đó, ông ta bỗng hợp nhất với thanh kiếm này. Âm thanh của kiếm vang lên chấn động trời đất. Quỳnh, phía chân trời, Mạc Hư Tử đột nhiên bị dao động trở lại trên hư không. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người Nhậm Bình Sinh ở trong sân lại trở nên khó coi. Mạc Hư Tử nhìn cụ ông bên dưới, đúng là một kiếm tu lợi hại. Nói xong, ông ta nhìn về phía Vô Hy, liên thủ với ta. Nói xong ông ta và Vô Hy trực tiếp biến mất tại chỗ. Bên dưới, cụ ông nhíu mày, ông ta quay đầu về phía Diệp Huyên, thiếu chủ cẩn thận. Nói xong, ông ta đột nhiên cầm lấy hộp kiếm đằng sau, ông ta đập một chưởng lên trên hộp kiếm. Trong chớp mắt, vô số kiếm quang bay ra từ bên trong chiếc hộp kiếm kia. Chỉ phút chốc, toàn bộ chân trời trực tiếp bị vô số kiếm quang bao phủ. Quỳnh, phía chân trời, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Mà Nhậm Bình Sinh đã đi tới đỉnh đầu Diệp Huyên, lão ta nện mạnh một quyền xuống, Diệp Huyên nhún người nhảy lên, nhất kiếm khiêu thượng. Cùng với tiếng nổ vang lên, Diệp Huyên trực tiếp lùi xa mấy trăm trượng, còn Nhậm Bình Sinh cũng lùi khoảng chừng hơn chục trượng. Sau khi dừng lại, Nhậm Bình Sinh ngẩn người, lão ta lại nhìn về phía Diệp Huyên, sao có thể kiếm này của ngươi? Giờ khắc này lão ta nhận ra thực lực của Diệp Huyên mạnh hơn trước đây rất nhiều. Lúc trước khi Diệp Huyên đối mặt với lão ta, không hề có sức mạnh đánh trả, nhưng bây giờ, Diệp Huyên hiện tại đã có thể giao thủ với lão ta rồi. Mà Diệp Huyên mới bao nhiêu tuổi chứ? Thật là quái vật. Nhậm Bình Sinh đang định ra tay thì lúc này, Diệp Huyên bỗng lấy ra một cái khiên. Khiên tu di. Diệp Huyên nhìn Nhậm Bình Sinh, nào. Nói xong, hắn trực tiếp xông thẳng về phía Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh híp hai mắt lại. Lão ta vung một chưởng. Phía xa, Diệp Huyên giơ khiên lên trước chắn. Trong nháy mắt, Diệp Huyên cả người cả khiên bạo lui cả trăm trượng. Nhưng hắn đã kiên cường chống lại sức mạnh của Nhậm Bình Sinh, dù sao hắn không chỉ có khiên tu di, hắn còn có giáp trúc long. Nhậm Bình Sinh đang định ra tay lần nữa, lúc này, là ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, nơi đó, cụ ông đã áp chế hai người Vô Hy hết mức. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Nhậm Bình Sinh nhất thời trở nên khó coi. Lão ta biết Mạc Hư Tử và Vô Hy không kéo dài được bao lâu nữa. Nghĩ đến đây, Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Diệp Huyên, lão ta gằn giọng nói, vậy ngọc nát thì đá cùng nát. Lời nói vừa rơi xuống, lão ta đột nhiên tung một chưởng về phía chân trời. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cái hắc động tối đen. Bên trong lỗ đen có một tòa truyền tống trận, rất nhanh. Từng đạo hơi thở cường đại đi ra từ bên trong hắc động kia. Thấy thế, Diệp Huyên nhíu mày. Đối phương là muốn dịch chuyển toàn bộ cường giả của tinh vực thiên đạo đến đây sao? Đây là sắp đánh nhau cả đám. Diệp Huyên im lặng một lát, hắn mở lòng bàn tay, một tấm bùa truyền tống xuất hiện trong tay hắn, hắn trực tiếp bóp nát bùa truyền tống. Phía sau Diệp Huyên, một tòa truyền tống trận to lớn bỗng xuất hiện, rất nhanh. Một đạo hơi thở cường đại đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một lão già bước ra. Người này chính là tông chủ của Thái Nhất Tông Nguyên Nhất. Nhìn thấy Diệp Huyên, Nguyên Nhất khẽ gật đầu, Diệp Tiểu Hữu. Diệp Huyên nói, Nguyên Nhất tiền bối, ta cần Thái Nhất Tông trợ giúp. Nguyên Nhất liếc nhìn Nhậm Bình Sinh phía chân trời, ông ta nhíu mày, đạo chủ. Nhậm Bình Sinh cũng nhìn về phía Nguyên Nhất, Thái Nhất Tông. Nguyên Nhất trầm mặc. Nhậm Bình Sinh thấp giọng nói, Nguyên Nhất tông chủ, chuyện này không liên quan gì tới các người, mong các người đừng nhúng tay vào.
Nguyên Nhất cười nói đùa. Nói xong, ông ta xòe bàn tay, một tấm lệnh tiễn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, từng đạo hơi thở cường đại đi ra từ bên trong truyền tống trận phía sau Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhậm Bình Sinh híp hai mắt lại, vì Diệp Huyên, Thái Nhất Tông ngươi làm vậy có đáng không? Nguyên Nhất lắc đầu, làm người phải coi trọng danh dự. Lời nói của ông ta vừa rơi xuống, vô số cường giả của Thái Nhất Tông đã xuất hiện sau lưng ông ta. Có thể nói, toàn bộ cường giả của Thái Nhất Tông đều đi ra. Lúc này, cường giả của tinh vực thiên đạo cũng đã xuất hiện đông đủ. Nhìn đội hình và số lượng có thể thấy Thái Nhất Tông không sánh bằng tinh vực thiên đạo. Trên không trung, Nhậm Bình Sinh nhìn Nguyên Nhất Tông chủ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bây giờ hãy dẫn theo Thái Nhất Tông rời đi khi mà ta còn chưa gây ra chuyện gì. Nguyên Nhất im lặng. Lúc này, Diệp Huyên đang muốn nói chuyện thì Nguyên Nhất cười nói, bây giờ rời đi, lão già này quả thật không làm được. Nhậm Bình Sinh gật đầu, nếu đã như thế, Thái Nhất Tông nhà ngươi hãy chôn cùng Diệp Huyên luôn đi. Lời nói vừa dứt, lão ta nhìn về phía Diệp Huyên bên dưới, giết. Phía chân trời, vô số cường giả của tinh vực thiên đạo đáp xuống. Vẻ mặt của Nguyên Nhất trở nên hung dữ, giết. Nói xong, ông ta dậm chân phải phóng lên cao. Phía sau ông ta là vô số cường giả của Thái Nhất Tông. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cụ ông cách đó không xa, lúc này, cụ ông đã gắt gao áp chế Mạc Hư Tử và Vô Hy. Nhưng cụ ông muốn giết hai người này vẫn là khó khăn. Thái Nhất Tông không phải đối thủ của tinh vực thiên đạo. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này đã có cường giả của Thái Nhất Tông ngã xuống. Phía chân trời, Nhậm Bình Sinh đột nhiên lao xuống, mục tiêu của lão ta chính là Diệp Huyên. Bên cạnh lão ta còn có hai gã cường giả siêu cấp của Thiên Đạo Thành. Hiển nhiên, lão ta muốn tiêu diệt Diệp Huyên với tốc độ nhanh nhất. Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên vỡ nứt, ngay sau đó, một đội cường giả áo trắng cầm theo đao vào tới. Đại Hoang Quốc. Thấy cường giả của Đại Hoang Quốc, Diệp Huyên sửng sốt. A-La đến rồi. Nhưng hắn không nhìn thấy A-La. Sau khi 100 người kia xuất hiện, tình thế thoáng chốc thay đổi. 100 người mặc áo bào trắng mang đao này quá mạnh mẽ. Mỗi người gần như đều có thể lấy một đỡ 10. Thấy 100 người kia xuất hiện, sắc mặt của Nhậm Bình Sinh trở nên khó coi. Cuối cùng chuyện lão ta lo lắng vẫn xảy ra. Đại Hoang Quốc nhúng tay vào, đồng nghĩa với việc A-La công khai đứng về phía Diệp Huyên. Không có đường lui. Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn về phía Vô Hy ở cách đó không xa, bảo người của ông đến đây. Vô Hy đang giao thủ với lão cổ ở phía xa đột nhiên dừng lại, ông ta nhìn sang một bên, sau một hồi im lặng, ông ta vung tay phải lên, không gian sau lưng ông ta nứt ra, trong nháy mắt, vô số cường giả thiên ma tộc bay ra từ bên trong. Trong nháy mắt, bầu trời bên trên thư viện Vạn Duy vô cùng hỗn loạn. Phía chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới. Diệp Huyên, hỏi một lần cuối, người có giao ra hay là không? Nếu không giao ra, hôm nay sẽ có vô số người phải chết vì người đấy. Diệp Huyên ở bên dưới chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, vô số kiếm ý bay ra từ trên người Diệp Huyên. Dần dần, không gian xung quanh Diệp Huyên bắt đầu sôi trào như nước. Nhậm Bình Sinh trên không trung híp mắt lại, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ để ngươi được như ý. Dứt lời, người lão ta dần mờ đi, xung quanh lão ta đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa đỏ như máu. Sau khi ngọn lửa này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc nóng lên, hơn nữa còn ngày càng nóng, như muốn đốt chảy vùng không gian này vậy. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, nghiệp hỏa. Trước đây thiên đạo vì bảo vệ trật tự thời gian mà luyện chế ra nghiệp hỏa, lửa này là khắc tinh của linh hồn, không thể coi thường. Diệp Huyên nhìn Nguyên Nhất ở phía xa, người vừa nói chuyện chính là Nguyên Nhất. Diệp Huyên gật đầu, tay phải của hắn lặng lẽ nắm chặt kiếm thiên chu, Nhậm Bình Sinh ở phía chân trời đột nhiên hét to, chết đi. Vừa nói xong, ngọn lửa xung quanh lão ta bắt đầu lao xuống từ phía chân trời. Phụt 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 phụt. Không gian chỗ ngọn lửa đi qua đều lập tức bị vùi lấp. Những cường giả xung quanh vội vàng lùi lại, tránh né ngọn lửa này, vì ngọn lửa này thật sự quá mạnh mẽ. Ngọn lửa vốn đã rất mạnh rồi, cộng thêm còn do một cường giả chủ tế cảnh ra tay,
uy lực thật sự đủ để hủy thiên diệt địa. Rõ ràng lần này Nhậm Bình Sinh thật sự muốn tiêu diệt Diệp Huyên. Diệp Huyên ở bên dưới chậm rãi nhắm mắt lại, mà lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyên quay đầu nhìn Trương Văn Tú, Trương Văn Tú hở hững cất lời, có vấn đề gì à? Diệp Huyên cười hỏi, cô muốn chết cùng ta à? Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, có thể đỡ được không? Diệp Huyên hơi nhếch miệng, hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải người nhảy lên cao, sau khi bay lên chân trời, ý cười trong mắt Diệp Huyên càng rõ ràng hơn, khiên tu di của hắn đột nhiên biến mất, không chỉ mỗi khiên tu di, mà cả giáp trúc long cũng biến mất, chỉ còn lại thân thể. Thấy cảnh này, Nhậm Bình Sinh ở chân trời cau mày. Diệp Huyên này muốn làm gì? Lúc này, một luồng tử khí mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trên người Diệp Huyên, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, ngọn lửa kia đã bao phủ lấy hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều tỏ vẻ hoảng hốt, nhưng sau đó lại sửng sốt. Vì Diệp Huyên đứng trong ngọn lửa lại không bị làm sao cả, chẳng những thế, hắn còn đang cười. Thấy cảnh này, Nhậm Bình Sinh đứng ở phía chân trời trợn mắt, sao có thể? Diệp Huyên đứng trong ngọn lửa nở nụ cười thản nhiên. Bất tử chi thân. Đối mặt với đòn đánh mạnh nhất của Nhậm Bình Sinh, Diệp Huyên không dám khinh thường một chút nào, thẳng thừng sử dụng bất tử chi thân luôn. Thật ra lúc đầu hắn cũng rất lo lắng, vì hắn không chắc bất tử chi thân của mình có thể đỡ được nghiệp hỏa này không, dù sao uy lực của nó thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng cũng may bất tử chi thân của hắn rất mạnh, bây giờ nghiệp hỏa đốt trên người hắn cũng chẳng có chút cảm giác nào cả. Diệp Huyên chợt cầm kiếm lên chém một nhát. Nghiệp hỏa lập tức bị kiếm của hắn chém lui, cùng lúc đó, Diệp Huyên lao thẳng tới trước mặt Nhậm Bình Sinh, chém một kiếm xuống. Nhậm Bình Sinh nở nụ cười dữ tợn, ta thật sự muốn xem thử rốt cuộc ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Dứt lời, lão ta cũng xông lên, tốc độ của lão ta rất nhanh, kiếm của Diệp Huyên còn chưa chém lên đầu lão ta thì nắm đấm của lão ta đã đánh vào bụng Diệp Huyên rồi. Bốp! Diệp Huyên lập tức lùi lại cả nghìn trượng, nhưng hắn không bị làm sao cả. Chẳng những thế, trên nắm đấm tay phải của Nhậm Bình Sinh còn xuất hiện chút khí đen, đó là tử khí. Mà tử khí này còn đang điên cuồng nuốt chừng tay của lão ta. Nhậm Bình Sinh hơi nhíu mày, Diệp Huyên này không sao cả. Diệp Huyên ở phía xa cũng hơi sửng sốt, nói đúng hơn đây là lần đầu tiên hắn sử dụng bất tử chi thân. Lúc đầu, hắn còn hơi nghi ngờ bất tử chi thân của mình, nhưng bây giờ hắn không hề nghi ngờ gì nữa cả. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể làm gì được hắn. Đương nhiên lúc này hắn cũng phát hiện một điều. Đó là trong cường giả chủ tế cảnh cũng phân chia mạnh yếu, thực lực của A-La chắc chắn vượt xa Nhậm Bình Sinh này, vì trực giác nói với hắn, bất tử chi thân của hắn không có hiệu quả với A-La. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa mà lao thẳng về phía Nhậm Bình Sinh, lúc này, hắn đang là vô địch. Thấy Diệp Huyên xông tới, Nhậm Bình Sinh híp mắt lại, lão ta mở lòng bàn tay ra, nghiệp hỏa hội tụ trong lòng bàn tay lão ta, một khắc sau, lão ta biến mất. Cùng lúc đó, một ngọn lửa thoáng chốc bao phủ lấy Diệp Huyên. Ngọn lửa kinh khủng lập tức thiêu hủy không gian xung quanh Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên lại không bị làm sao cả, ngọn lửa kia như không thể đốt được hắn vậy. Thấy cảnh này, sắc mặt Nhậm Bình Sinh trở nên càng khó coi hơn, lão ta biết thân thể Diệp Huyên rất mạnh, đã đạt đến bất hủ, nhưng lúc này, thân thể của Diệp Huyên không phải chỉ mạnh mẽ mà thôi, rõ ràng là vô địch luôn rồi. Nghiệp hỏa cũng không thể đả thương hắn. Đây là thân thể gì vậy? Nhậm Bình Sinh vô cùng nghi ngờ. Lúc này, Diệp Huyên lại xông tới trước mặt lão ta một lần nữa. Một kiếm này, Diệp Huyên có sử dụng cánh ác ma, tốc độ đạt đến mức cao nhất. Nhậm Bình Sinh không hề tránh né, lão ta đánh một quyền vào bụng Diệp Huyên. Tốc độ của lão ta còn nhanh hơn cả Diệp Huyên. Đánh một quyền lên đầu Diệp Huyên trước, Diệp Huyên lại bay ra ngoài một lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc bay ra ngoài, hắn cũng chém một kiếm lên đầu Nhậm Bình Sinh. Xoẹt! Một tiếng cắt vang lên. Trên đầu Nhậm Bình Sinh xuất hiện một vết kiếm nhỏ bé, thân thể của lão ta cũng không mạnh như Diệp Huyên. Hơn nữa, Diệp Huyên còn đang sử dụng kiếm Thiên Chu đã được nâng cấp. Còn Diệp Huyên đỡ một quyền của lão ta xong lại không bị làm sao cả. Nhậm Bình Sinh lau đi máu tươi trên trán, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Lão ta đang định ra tay một lần nữa thì phía xa đột nhiên có tiếng kiếm reo vang lên, lão ta quay đầu nhìn lại,
vừa khéo nhìn thấy Mạc Hư Tử bị lão cổ dùng một kiếm chém lui, mà lúc này, trên người Mạc Hư Tử đã chi chít vết thương, Mạc Hư Tử còn đỡ, Vô Hy càng thê thảm hơn, thiên ma pháp thân của ông ta đã bị chém nát, chẳng những thế mà cánh tay phải cũng đã bị chém đứt. Lúc này, hai người Mạc Hư Tử đã không chèn ép được lão cổ nữa. Lão cổ quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, ánh mắt lão cổ lạnh như băng, một thanh kiếm đột nhiên bay lên từ trong hộp kiếm sau lưng lão. Xoẹt! Một tia kiếm quang thoáng chốc chém tới trước mặt Nhậm Bình Sinh, lão ta vung tay phải, sắc mặt Nhậm Bình Sinh thay đổi, một ngọn lửa lập tức bao phủ lấy kiếm quang kia. Oanh! Kiếm quang lập tức bị nghiệp hóa đốt cháy rụi. Lão cổ đang muốn ra tay một lần nữa, Nhậm Bình Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, còn không ra tay đi. Sau một thoáng yên tĩnh, giữa chân trời đột nhiên xuất hiện một khe hở, một khắc sau, một hơi thở âm u tản ra từ bên trong, chỉ một lát sau, một tàn ảnh đã xuất hiện trên đầu lão cổ. Lão cổ rút kiếm chém một cái. Ong! Một tiếng kiếm reo chấn động cả đất trời. Ầm! Sau tiếng nổ, lão cổ và tàn ảnh kia liên tục lùi về sau. Sau khi tàn ảnh kia dừng lại, mọi người mới nhìn thấy khuôn mặt của gã. Đó là một người đàn ông cả người mờ ảo, quanh thân có khí đen kỳ lạ lơ lửng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông này, cau mày, đây lại là ai? Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu nhìn Tiểu Đạo ở cách đó không xa, Tiểu Đạo cười nói, hắn tên là Thiên Hoa Thánh Quân, cường giả của tinh vực thiên đạo, cùng một thời đại với Lâm Lang, cũng là một trong những người sáng lập ra người hộ đạo, năm đó có ba người sáng lập người hộ đạo, không đúng. Nói đúng hơn hai người khác là người bắt chước theo Lâm Lang. Thiên Hoa Thánh Quân nhìn thoáng qua Tiểu Đạo, sâu trong mắt ẩn chứa sát khí, nhưng cũng không dám thể hiện ra, ai cũng phải kiêng dè Tiểu Đạo này hết. Diệp Huyên chợt cười nói, nếu ta đoán không lầm, thiên ma tộc cũng có quái vật như thế đúng không? Tiểu Đạo cười nói, đoán đúng rồi. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nhìn về phía Vô Hy, lão ta giận dữ nói, Vô Hy, ông còn muốn che giấu thực lực nữa sao? Diệp Huyên này không chết thì chúng ta cũng toi đời đấy. Vô Hy nhìn Diệp Huyên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ thiên ma tộc và người hộ đạo liên thủ vẫn không thể giết chết Diệp Huyên này. Vô Hy không nghĩ nhiều nữa, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, từ từ nhắm mắt lại, xin mời lão tổ. Nói xong, ông ta bóp vỡ một lá bùa. Không gian trên đầu Vô Hy lập tức nứt ra, chẳng mấy chốc, một hơi thở mạnh mẽ đánh xuống từ chân trời, sau đó, một ông lão tóc bạc mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra, vào khoảnh khắc lão ta xuất hiện, thiên địa xung quanh lập tức trở nên hư ảo. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Đạo cười nói, Vô Đạo Ma Đế, lão tổ đời thứ hai của thiên ma tộc, rất mạnh. Vô Đạo Ma Đế kia nhìn thoáng qua Tiểu Đạo cô nương vẫn như trước đây nhỉ. Tiểu Đạo cười đáp, ta không nhúng ta vào chuyện của các ngươi, ta chỉ hóng chuyện thôi. Vô Đạo Ma Đế im lặng một lát rồi gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Trước đây khi lão ta còn trẻ, Tiểu Đạo này đã có thực lực sâu không lường được rồi, mà bây giờ vẫn chẳng khác gì trước đây. Vô Đạo Ma Đế không suy nghĩ nữa. Lão ta quay đầu nhìn Thiên Hoa Thánh Quân ở cách đó không xa, không ngờ chúng ta lại liên thủ với nhau. Thiên Hoa Thánh Quân lạnh nhạt đáp, không cần nói nhảm. Ông lên hay ta lên? Vô Đạo Ma Đế nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, nhẹ giọng nói, tên này không đơn giản, hai chúng ta không thể xem thường được. Chúng ta cùng nhau ra tay, đừng để cậu ta có bất cứ cơ hội nào. Thiên Hoa Thánh Quân ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Dứt lời. Tất cả cường giả ở phía chân trời cùng nhau xông lên. Diệp Huyên ở bên dưới híp mắt lại, phải liều mạng rồi. Lúc này, lão cổ chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão ta nhìn đám cường giả kia, cười nhạt, ức hiếp kiếm tông ta thân cô thế cô đúng không? Dứt lời, lão mở lòng bàn tay ra, một lệnh bài nhỏ đột nhiên bay lên cao, sau đó, lệnh bài kia lập tức biến mất trong không gian. Trong một tinh vực không biết tên, mấy tia kiếm quang đột nhiên cắt ngang không gian, bay xuyên qua vô tận tinh vực. Tiểu Đạo ở cách đó không xa nhẹ giọng nói, thế lực đứng đầu ngũ duy, muốn xuất hiện bằng cách này sao? Lão cổ gọi người rồi. Không thể không nói, Diệp Huyên có hơi ngắc nhiên, vì hắn không ngờ lão cổ sẽ gọi người. Gọi ai? Tuyết tỷ sao? Diệp Huyên lắc đầu, cảm thấy không có khả năng đó lắm.
vì Tuyết tỷ đã rời đi rồi. Hắn biết nàng ta thật sự đi rồi. Nếu không phải Tuyết tỷ, vậy thì chỉ có một khả năng là lão cổ gọi người của Kiếm Tông. Kiếm Tông? Cuối cùng thế lực thần bí này cũng sắp lộ diện rồi sao? Vào lúc mấy người Nhậm Bình Sinh đi tới chỗ cách Diệp Huyên mấy chục trượng, không gian trên hư không chợt nứt ra, ba tia kiếm quang lóe lên như tia chớp, chẳng mấy chốc đã có ba kiếm tu xuất hiện trên đầu Diệp Huyên. Ba người đàn ông. Người đàn ông dẫn đầu mặc áo trắng, không đeo bội kiếm, sau khi xuất hiện, hắn ta không nói câu nào mà rút kiếm chém một cái. Thấy tư thế này, Diệp Huyên nheo mắt lại. Thuật rút kiếm. Không ngờ kiếm kỹ người đàn ông áo trắng này sử dụng lại là thuật rút kiếm, giống hệt kiếm kỹ của người đàn ông mặc áo xanh dạy hắn năm đó. Vào khoảnh khắc kiếm của người đàn ông áo trắng ra khỏi vỏ. Ong! Một tiếng kiếm reo xuất hiện, xông thẳng tới chân trời. Oanh! Vô đạo ma đế xông lên đầu tiên bị một kiếm này chém lùi xa nghìn trường, mà cùng lúc đó, thiên hoa thánh quân cũng bị một tia kiếm quang chém lui, chẳng những thế. Vào khoảnh khắc hai người bị chém lui, một tia kiếm quang đột nhiên bay đến chân trời, trong nháy mắt, mấy chục cái đầu máu chảy đầm đìa rơi xuống, cả chân trời có máu tươi tuôn ra như suối. Thấy cảnh này, thiên hoa thánh quân và vô đạo ma đế vừa mới dừng lại lập tức sững sờ. Giết chết trong nháy mắt. Chỉ trong một giây, hai tộc bọn họ đã có mấy chục cường giả hàng đầu bị giết chết, lần này, hai tộc có thể nói là bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Không chỉ có thiên hoa thánh quân và vô đạo đại đế, mà tất cả cường giả đang có mặt đều sững sờ. Kể cả Diệp Huyên đứng bên dưới. Thực lực của ba kiếm tu mới xuất hiện này còn mạnh hơn cả lão cổ nữa. Kiếm tông có nhiều cường giả hàng đầu như thế sao? Tiểu đạo ở chân trời xa xa nhìn ba kiếm tu kia, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, lão cổ đi tới trước mặt ba kiếm tu, lão hành lễ với ba người, Lục Sư Huynh, Lý Sư Huynh, Trần Sư Huynh. Người đàn ông áo trắng đi đầu cười khẽ, vẫn khỏe chứ, tiểu thư có khỏe không? Lão cổ đáp, tiểu thư đã rời đi rồi. Người đàn ông áo trắng nhíu mày, rời đi rồi. Nàng gặp phải nguy hiểm gì sao? Lão cổ lắc đầu, không phải tiểu thư gặp nguy hiểm, mà là... Nói đến đây, lão quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa. Thấy thế, ba người kia cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Khi thấy hắn, cả ba đều sửng sốt. Lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, y nắm lấy tay phải của Diệp Huyên, Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay đã bắn ra một giọt máu tươi kia bay lên không trung, đỏ tựa như lửa. Một lát sau, ánh mắt ba người đàn ông áo trắng trở nên hơi kỳ lạ. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn về phía lão cổ gật đầu. Thấy vậy, nét mặt khi nhìn về phía Diệp Huyên của ba người trở nên dịu dàng hơn nhiều. Người đàn ông áo trắng cười hỏi, kiếm đạo của cậu đã nhập phàm rồi à? Diệp Huyên gật đầu, phải. Người đàn ông áo trắng cười khẽ, được lắm. Nói xong, y xoay người nhìn về phía chân trời, vô đạo ma đế nhìn người đàn ông áo trắng, ánh mắt vô cùng nặng nề, các hạ là ai? Người đàn ông áo trắng cười nói, ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết người nào động và kiếm tông ta đều phải chết. Dứt lời, y bay lên cao. Thấy cảnh này, sắc mặt vô đạo ma đế thay đổi, lão ta hét to, thiên ma thần thân. Dứt lời, một bức tượng thiên ma khổng lồ dài mấy nghìn trượng xuất hiện sau lưng lão ta. Khi bức tượng thiên ma này xuất hiện, thiên địa chợt tối đi, đôi mắt của bức tượng như một đôi mắt máu, một luồng áp lực vô hình càn quét khắp đất trời. Vào khoảnh khắc này, chúng sinh trong thiên địa đều có cảm giác như đến ngày tận thế. Lúc này, bức tượng thiên ma kia đột nhiên đánh xuống. Nắm đấm này che khuất bầu trời, nếu đánh xuống, mặt đất chắc chắn sẽ nứt ra. Đối mặt với người đàn ông áo trắng, vô đạo ma đế không dám coi thường một chút nào. Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên chém lên trên nắm đấm của bức tượng thiên ma. Ầm! Dưới ánh nhìn của tất cả cường giả, nắm đấm kia thoáng chốc nứt ra, sau đó, kiếm quang lao thẳng tới, xuyên thẳng qua trước ngực vô đạo ma đế. Xoẹt! A! Một tiếng cắt và tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên trong không gian, sau đó, bức tượng thiên ma khổng lồ dần tan biến, cả vô đạo ma đế kia cũng đang dần tan biến. Thấy cảnh này, sắc mặt đám người thiên hoa thánh quân trở nên khó coi. Một kiếm!
Ngay cả một kiếm của người đàn ông áo trắng này mà vô đạo ma đế cũng không đỡ nổi. Đây rốt cuộc là ai? Vô đạo ma đế trên không trung nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, rốt cuộc ngươi là ai? Người đàn ông áo trắng cười khẽ, y cầm kiếm bằng tay phải, đột nhiên chém xuống. Xoẹt! Đầu của vô đạo ma đế lập tức bị chém đứt, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, Diệp Huyên vội vàng sử dụng kiếm chấn hồn, kiếm trần hồn lập tức nuốt chửng linh hồn của vô đạo ma đế kia, một linh hồn mạnh như thế thật sự rất có lợi cho kiếm chấn hồn. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn về phía Thiên Hoa Thánh Quân, Thiên Hoa Thánh Quân trầm giọng nói, các hạ, người hộ đạo ta phụng thiên thừa vận, có thiên đạo che chở, nếu các hạ. Người đàn ông áo trắng lắc đầu, chúng ta không sợ bất kỳ thiên đạo nào cả. Dứt lời, y bay lên cao. Thiên Hoa Thánh Quân ở chân trời thay đổi sắc mặt, dẫm chân phải một cái, thiên thánh quyền. Dứt lời, người gã chợt treo ngược trên không trung, sau đó đánh một quyền xuống. Ầm, một nắm đấm hư ảo to đến mấy nghìn trượng thoáng chốc xuất hiện ở chân trời, sau đó lại đánh xuống, uy lực của nắm đấm này còn mạnh hơn nắm đấm của bức tượng thiên ma của vô đạo ma đế khi nãy. Chẳng mấy chốc, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nắm đấm kia đánh thẳng lên trên tia kiếm quang. Ầm, kiếm quang run rẩy dữ dội, thoáng dừng lại, nhưng một khắc sau, nó lại tiếp tục bay lên cao, thẳng thừng chém vỡ nắm đấm kia. Cùng lúc đó, kiếm quang cũng xuyên qua từ trước ngực Thiên Hoa Thánh Quân. Xoẹt! Máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh này, mấy cường giả của thành thiên đạo bao gồm Nhậm Bình Sinh đều thoáng chốc tái mặt. Thiên Hoa Thánh Quân nhìn người đàn ông áo trắng bên dưới, khóe miệng gã chậm rãi có máu tươi chảy ra, kiếm của các hạ quá mạnh. Dứt lời, thân thể gã dần mờ đi, mà lúc này, kiếm chấn hồn của Diệp Huyên cũng xuất hiện trên đầu gã. Oanh! Kiếm chấn hồn thoáng chốc đâm vào đầu Thiên Hoa Thánh Quân, trong nháy mắt, linh hồn của Thiên Hoa Thánh Quân lập tức bị kiếm chấn hồn hấp thu sạch sẽ, khí thế của kiếm chấn hồn thoáng chốc dâng cao. Người đàn ông áo trắng nhìn kiếm chấn hồn, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, kiếm tốt. Kiếm chấn hồn rung nhẹ tựa như đang trả lời. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên hơi do dự, tiền bối là người của kiếm tông sao? Người đàn ông áo trắng gật đầu. Cười nói, kiếm tông, Lục Vân Tiên. Diệp Huyên thi lễ, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Lục Vân Tiên cười đáp, người nhà với nhau, khách sáo cái gì? Người nhà với nhau. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, Lục Vân Tiên lại nói, chẳng lẽ không phải ư? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đáp, hình như ta chưa từng gia nhập kiếm tông mà. Lục Vân Tiên cười nói, nhưng cậu từng học kiếm kỹ của kiếm tông, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, vậy cũng phải. Lục Vân Tiên cười khẽ, đừng băn khoăn về vấn đề này nữa. Nói xong, y quay đầu nhìn đám người Nhậm Bình Sinh ở phía chân trời, thấy Lục Vân Tiên nhìn tới, sắc mặt bọn họ thoáng chốc thay đổi. Lúc này, Vô Hy đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Vô Hy nhìn Diệp Huyên tiểu hữu, có thể cho thiên ma tộc ta một cơ hội không? Lục Vân Tiên quay đầu nhìn Diệp Huyên lắc đầu cười đáp, không thể. Vô Hy trầm giọng nói, nếu ta chết, có thể bỏ qua cho thiên ma tộc không? Diệp Huyên nhìn Vô Hy, không thể. Nghe vậy, nét mặt Vô Hy thoáng chốc trở nên dữ tợn, một hơi thở mạnh mẽ cuộn trào trong người ông ta, sau đó, cả người ông ta đột nhiên bốc cháy. Tự bảo, ông ta biết nếu muốn giết chết Diệp Huyên và kiếm tu trước mắt, ông ta chỉ có một cơ hội, mà cơ hội đó chính là tự bảo. Ông ta quyết đoán chọn tự bảo vì ông ta biết. Nếu không chọn tự bảo thì ông ta vẫn sẽ chết, tự bảo có lẽ vẫn có thể kéo theo một kẻ chết cùng. Nhưng ông ta đánh giá thấp thực lực của người đàn ông áo trắng trước mắt rồi. Vào lúc Vô Hy chọn tự bảo, một thanh kiếm lập tức đâm vào giữa chân mày của ông ta, sau khi thanh kiếm đâm vào, lực lượng mạnh mẽ trong người Vô Hy lập tức bị kiếm ý chân áp. Vô Hy không ngừng gào thét, muốn phóng thích lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể. Nhưng dù ông ta có làm thế nào thì lực lượng kia vẫn bị chấn áp, không thể nào lao ra khỏi người. Lúc này, Vô Hy bắt đầu thấy tuyệt vọng. Vô Hy nhìn về phía Diệp Huyên, mong cậu bỏ qua cho người của thiên ma tộc. Diệp Huyên cười nói, nếu ta thua, ông sẽ bỏ qua cho ta, sẽ bỏ qua cho thư viện Vạn Duy sao? Vô Hy còn muốn nói thêm thì Diệp Huyên lại tiếp tục, ông lựa chọn làm kẻ thù của ta, nếu đã thế thì phải gánh chịu hậu quả. Dứt lời,
hắn chém một kiếm xuống. Phụt, đầu của Vô Hy rơi xuống. Nhậm Bình Sinh ở phía chân trời chợt cất lời, rút lui. Rút lui. Lão ta vừa nói xong, cường giả của tinh vực thiên đạo sau lưng lão ta đều bỏ chạy. Diệp Huyên nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh chạy nhanh nhất, lão ta đi thẳng vào trong trận truyền tống không gian, mà lúc này, Diệp Huyên muốn ra tay, nhưng động tác của người đàn ông áo trắng bên cạnh hắn lại nhanh hơn. Phập, thanh kiếm thoáng chốc đâm vào giữa chân mày Nhậm Bình Sinh. Ầm, thần hồn của Nhậm Bình Sinh lập tức bị tiêu diệt. Người đàn ông áo trắng chắp ngón tay chỉ nhẹ, một thanh kiếm di chuyển khắp chân trời, những cái đầu máu chảy đầm đìa không ngừng rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả cường giả xung quanh đều hoảng sợ, thực lực của người đàn ông áo trắng này quá mạnh. Chẳng mấy chốc, trong thiên địa có khoảng mười mấy nghìn cái đầu rơi xuống, máu tươi chảy xuống như suối. Vô cùng đẫm máu, nhưng vẫn có không ít người chạy được, người đàn ông áo trắng cũng không đuổi theo. Y xoay người nhìn về phía chân trời, thấy một cô gái đứng ở phía xa. Diệp Huyên quay đầu nhìn về nơi đó, thấy cô gái, Diệp Huyên hơi sửng sốt, cô gái này không phải ai khác mà chính là A-La. Thì ra nàng ta đến rồi. Diệp Huyên thấy ấm áp trong lòng. Lục Vân Tiên nhìn A-La, một khắc sau, Y đột nhiên rút kiếm, kiếm quang phá không chém thẳng đến chỗ A-La. A-La phía xa chợt rút kiếm kề vào cổ mình, thấy cảnh này. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Vào khoảnh khắc A-La kề kiếm lên cổ họng, Diệp Huyên thầm thấy hoảng hốt, hắn đang muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi. Bụt! Tia kiếm quang của người đàn ông áo trắng lặng lẽ biến mất, cùng lúc đó, cổ họng của người đàn ông áo trắng chợt rách ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên thầm thấy hoảng hốt, hắn nhìn về phía người đàn ông áo trắng, y liên tục lùi về sau, lùi khoảng nghìn trượng. Sau khi người đàn ông áo trắng dừng lại, y nhẹ nhàng sờ lên cổ họng mình, sau đó nhìn về phía A-La, còn A-La thì đang nhìn Diệp Huyên, đi. Dứt lời, nàng ta xoay người biến mất. 100 cao thủ mặc áo dài trắng đeo đao cũng rời đi theo. Diệp Huyên quay đầu nhìn người đàn ông áo trắng, y cười nói, không sao, nàng nương tay rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng yên tâm, đồng thời còn thấy khiếp sợ. Rất rõ ràng là A-La mạnh hơn người đàn ông áo trắng. Rốt cuộc A-La mạnh đến mức nào? Diệp Huyên không biết được. Lúc này, người đàn ông áo trắng chợt cười nói, tiểu sư đệ, chúng ta cũng nên đi rồi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, sư huynh phải đi sao? Người đàn ông áo trắng gật đầu, ba sư huynh đệ chúng ta còn có trách nhiệm quan trọng phải gánh, không thể ở lại đây quá lâu. Diệp Huyên hơi do dự. Sau đó hỏi, sư huynh, mọi người ở đâu? Người đàn ông áo trắng cười đáp, một nơi rất xa, sau này gặp lại. Dứt lời, y quay đầu nhìn về phía lão cổ, cổ sư đệ, chăm sóc tiểu sư đệ đàng hoàng. Nói xong, ba người biến thành ba tia kiếm quang phóng lên cao, thoáng chốc biến mất ở cuối chân trời. Đi rồi. Diệp Huyên im lặng. Kiếm tông. Hắn vốn cứ tưởng kiếm tông đã xuống dốc. Nhưng bây giờ xem ra kiếm tông này chẳng những không sa sút mà còn rất mạnh nữa. Tùy tiện gọi tới mấy người cũng có thể đánh chết chủ tế cảnh. Lúc này, Trương Văn Tú đi tới bên cạnh Diệp Huyên, bây giờ chúng ta nên làm sao? Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, đuổi cùng giết tận. Trương Văn Tú muốn nói lại thôi. Diệp Huyên nhìn Trương Văn Tú, chúng ta không thể nương tay. Nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu đạo ở phía xa, tiểu đạo cô nương, ta muốn mượn truyền tống trận của cô. Hắn muốn đến tinh vực thiên đạo thì phải mượn truyền tống trận của tiểu đạo, nếu không với thực lực của hắn, e rằng ít nhất 10 năm nữa mới có thể đến được. Tiểu đạo im lặng. Diệp Huyên cười nói, tiểu đạo cô nương, đừng nói cô muốn ngăn cản ta nhé. Tiểu đạo lắc đầu, ta không ngăn cản bọn họ đến tìm ngươi, đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi tìm bọn họ. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vung tay, một truyền tống trận xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, người muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, tiểu đạo cô nương, cô nghĩ sao? Tiểu đạo gật đầu, chuyện không đơn giản như người nghĩ đâu. Diệp Huyên im lặng. Tiểu đạo lại nói, có thời gian đến hiệu cầm đồ chơi. Nói xong, nàng cũng biến mất. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú, ở nơi này đợi ta về. Trương Văn Tú hỏi, ngươi sẽ quay lại sao?
Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên. Dứt lời, hắn và lão cổ đi vào trong truyền tống trận, chẳng mấy chốc, hai người đã biến mất. Lúc này, phụ tử xuất hiện bên cạnh Trương Văn Tú, nàng ta nhìn về hướng Diệp Huyên và lão cổ biến mất, nhẹ giọng nói, hắn sẽ không chịu để yên. Trương Văn Tú gật đầu, trong mắt nàng ta lộ vẻ lo lắng. Trong hiệu cầm đồ ở ngục tối vô biên, tiểu đạo ngồi sau quầy, nàng đang lật xem một quyển sách cổ, đọc một hồi, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi. Dứt lời, nàng đóng sách cổ lại. Lúc này, một cô gái xuất hiện trong hiệu cầm đồ. Cô gái một chân. Tiểu đạo nhìn về phía cô gái một chân, sao cô lại đến đây? Cô gái một chân nói, kiếm tông. Tiểu đạo cười hỏi, cô muốn tìm hiểu về kiếm tông này à? Cô gái một chân im lặng. Tiểu đạo cười khẽ, sau đó đưa quyển sách cổ trong tay cho cô gái một chân. Cô gái một chân xem một lát, sau đó nhíu chặt mày. Tiểu đạo lấy lại quyển sách cổ, sau đó hỏi, bất ngờ không? Cô gái một chân im lặng. Tiểu đạo đột nhiên hỏi, nói mới nhớ, cô ở đây lâu như vậy mà không chán sao? Cô gái một chân hờ hững đáp, không phải cô cũng thế sao? Tiểu đạo cười nói, đúng là hơi chán thật. Cô gái một chân chợt xoay người rời đi, khi đi tới cửa, nàng đột nhiên xoay người nhìn tiểu đạo, kiếm tông là thế lực mạnh nhất kia sao? Tiểu đạo gật đầu, phải. Cô gái một chân im lặng một lát rồi hỏi, mạnh đến mức nào? Tiểu đạo cười nói, cô đoán xem. Cô gái một chân nhìn tiểu đạo, vô vị. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Trong hiệu cầm đồ, tiểu đạo xoay người quay lại sau quầy, nàng nhìn sách cổ trên quầy, sắc mặt nặng nề, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, tiểu đạo đứng dậy rời đi. Tinh vực thiên đạo. Diệp Huyên và lão cổ đi tới tinh vực thiên đạo, Diệp Huyên đứng trên không trung nhìn xuống dưới, vẻ mặt không chút cảm xúc. Lúc này, thiên đạo thành đã cảm nhận được sự uy hiếp, vô số cao thủ của thiên đạo thành tập hợp. Nhưng lúc này, thiên đạo thành đã chẳng còn bao nhiêu cao thủ nữa. Diệp Huyên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc bên dưới, chính là Thiên Hàm và Thiên Nhạn. Lúc này, hai cô gái cũng đang nhìn Diệp Huyên. Đương nhiên bọn họ biết chuyện của Diệp Huyên với thiên đạo thành và thiên ma tộc, rất rõ ràng Diệp Huyên đến để báo thù. Hai cô gái cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Diệp Huyên ở chân trời thu hồi tầm mắt, nói, giết. Lão cổ gật đầu, lão biến thành một tia kiếm quang lao xuống. Thấy lão cổ lao xuống, một ông lão bên dưới chợt thét to, ngăn cản kẻ thù. Dứt lời, vô số cao thủ của thiên đạo thành bay lên cao. Thiên Hàm và Thiên Nhạn cũng chuẩn bị ra tay, lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt hai cô gái. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên, có thể bỏ qua cho thiên đạo thành không? Lúc này, cao thủ của cả thiên đạo thành đang bị tàn sát. Trong cả thiên đạo thành, không có ai là đối thủ của lão cổ cả. Đây là cao thủ chủ tế cảnh siêu cấp, đừng nói những người này, nếu đấu tay đôi, dù là thiên hoa thánh quân còn sống cũng không thể đánh lại lão cổ. Mà hôm nay, trong thiên đạo thành đã không còn cao thủ chủ tế cảnh nữa, ngay cả luân hồi cảnh cũng ít. Nghe thấy lời của Thiên Hàm, Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Nghe vậy, Thiên Hàm lập tức xa sầm mặt. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, cô muốn cứu Thiên Đạo Thành. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên, người có ý gì? Diệp Huyên nhìn Thiên Hàm, cô trở thành thành chủ của Thiên Đạo Thành này đi. Thiên Hàm nhíu mày, ý của ngươi là sao? Thiên Nhạn cất lời, hắn muốn khống chế tinh vực thiên đạo. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Nhạn. Thiên Nhạn lạnh nhạt nói, nếu muốn hắn không hủy diệt thiên đạo thành thì chỉ có một khả năng, đó là thiên đạo thành đổi chủ, đổi một chủ nhân nghe lời. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đúng không? Diệp Huyên cười đáp, phải. Thật ra Thiên Nhạn mới là ứng cử viên tốt nhất, nhưng hắn vẫn không chọn Thiên Nhạn, vì lòng dạ của Thiên Nhạn quá khó dò. Đương nhiên lý do thật sự là vì hắn có thiện cảm với Thiên Hàm này. Lúc này, Thiên Hàm nói, chỉ cần ta đồng ý làm thành chủ của thiên đạo thành thì ngươi sẽ không giết người nữa đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Thiên Hàm lại nói, bọn họ sẽ không tin phục ta. Diệp Huyên cười, ai không phục, ta giết người đó. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên một lát, sau đó nói, được. Ta sẽ làm thành chủ của thiên đạo thành này. Diệp Huyên gật đầu,
hắn quay đầu nhìn lão cổ ở cách đó không xa, lão cổ, được rồi. Lão cổ ở phía xa dừng lại. Vô số cao thủ của thiên đạo thành nhìn lão cổ, trong mắt tràn đầy kiêng dè. Diệp Huyên nhìn những người đó, sau đó nói, bắt đầu từ bây giờ, Thiên Hàm chính là thành chủ của thiên đạo thành, có ai không phục không? Xung quanh không có ai dám lên tiếng. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thiên Hàm, sau này nếu trong thành có người dám không phục cô thì cứ nói với ta giết giúp cô. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên Hàm im lặng. Nàng ta biết, nàng ta không thể tách rời khỏi Diệp Huyên nữa. Vì chắc chắn trong thiên đạo thành này có rất nhiều người không phục nàng ta, nếu không có Diệp Huyên trấn áp, nàng ta sẽ không thể ngồi yên trên cái ghế thành chủ này. Nói đơn giản là nàng ta muốn cứu thiên đạo thành thì nhất định phải làm thành chủ, mà nếu làm thành chủ, nàng ta chỉ có thể nghe lời của Diệp Huyên, vì không chịu sự khống chế của Diệp Huyên cũng không thể giữ vững chức thành chủ. Lúc này, Thiên Nhãn lên tiếng, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Thiên Hàm nhìn về phía Thiên Nhãn. Thiên Nhạn nhẹ giọng nói, nếu không nhờ lúc trước tỷ tỷ tạo thiện duyên với hắn, thì có lẽ hôm nay thiên đạo thành đã bị diệt sạch rồi. Thiên Hàm im lặng. Thiên Nhạn nhẹ giọng nói, đối một góc độ khác, thật ra đây chưa chắc đã là một chuyện xấu với nhà họ Thiên chúng ta. Thế lực phía sau Diệp Huyên này mạnh như thế, chúng ta có hắn làm chỗ dựa là một chuyện tốt với nhà họ Thiên. Thiên Hàm trầm giọng nói, khi nãy hắn nhìn muội một cái, thật ra hắn nên chọn muội. Thiên Nhan lắc đầu, hắn sẽ không chọn muội. Thiên Hàm hỏi, vì sao? Thiên Nhan nhẹ giọng nói, lòng dạ muội khó dò hơn tỷ. Nghe vậy, Thiên Hàm đã hiểu. Lúc này, Thiên Nhan lại nói, hắn đang lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn để nhà họ Thiên trở nên lớn mạnh hơn. Đương nhiên nếu không ai trong nhà họ Thiên chúng ta mạnh hơn hắn, vị trí giữa chúng ta và hắn sẽ mãi mãi là hắn trên chúng ta dưới. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát, sau đó tiếp tục, đương nhiên đây cũng không phải chuyện gì xấu. Thiên Hàm gật đầu, đúng thật không phải chuyện xấu. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thiên ma tộc cũng sẽ phục tùng chứ. Thiên Nhạn không nói gì. Diệp Huyên và lão cổ nhanh chóng đi tới thiên ma thành, lúc này, thiên ma thành tập trung vô số cao thủ của thiên ma tộc, ngoài ra, trên bầu trời của thiên ma thành còn có một trận pháp khổng lồ màu đen. Trận pháp kia tựa như la bàn treo trên bầu trời thiên ma thành, trên tường thành còn có vô số cao thủ thiên ma tộc, có thể nói là tất cả cao thủ của thiên ma tộc đều đã đến. Mà người dẫn đầu chính là Lâm Ma kia. Lúc này, Diệp Huyên và lão cổ xuất hiện trước mặt Lâm Ma. Diệp Huyên nhìn Lâm Ma cười nói, Diệp Huyên, người đến để báo thù đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Lâm Ma cười nói, ta đã biết chuyện của thiên đạo thành rồi. Diệp Huyên cũng cười, người lựa chọn thế nào? Lâm Ma nhìn Diệp Huyên, người phải thất vọng rồi. Thiên ma tộc ta, dù có chết cũng sẽ không đầu hàng. Diệp Huyên gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía lão cổ, tàn sát cả thành, giết chết tất cả võ giả. Nghe thấy lời Diệp Huyên, lão cổ lập tức lao xuống, kiếm quang bay khắp nơi. Oanh! Trong nháy mắt đã có mấy chục cái đầu rơi xuống. Lúc này, trận pháp la bàn trên bầu trời của thiên ma thành đột nhiên chuyển động, chẳng mấy chốc, một tia sáng khổng lồ bắn ra từ bên trong, đánh thẳng vào lão cổ ở chân trời. Lão cổ mặt không cảm xúc, lão chắp ngón tay lại chỉ xuống dưới, một thanh kiếm bay ra từ trong hộp kiếm sau lưng lão, chém thẳng lên tia sáng kia. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, tia sáng đen kia lập tức nứt ra, cùng lúc đó, lão cổ lại chém xuống một kiếm nữa. Xoẹt! Một kiếm này xuyên qua không gian, chém lên trên la bàn, trong nháy mắt, cả trận pháp bắt đầu vỡ tan. Thấy cảnh này, sắc mặt của vô số cường giả thiên ma tộc bên dưới lập tức trở nên khó coi. Lúc này, Lâm Ma đứng đối diện Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên, đánh một chưởng về phía Diệp Huyên, cùng lúc đó, thiên ma tộc còn có hai cường giả hàng đầu cùng nhau ra tay. Rõ ràng là bọn họ muốn giải quyết Diệp Huyên trước. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc. Khi ba người Lâm Ma xông đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên rút kiếm ra. Một tia kiếm quang chém xuống, Lâm Ma thoáng chốc bay ra ngoài, cùng lúc đó, hai cái đầu đẫm máu rơi xuống dưới chân Diệp Huyên. Thấy cảnh này, lão cổ ở phía xa thở phào, lão xoay người chém tới một kiếm. Vụt! Kiếm quang bay nhanh, lại một cái đầu ở phía xa bị chém đứt.
Dù lão cổ mạnh thật, nhưng những cường giả thiên ma tộc khác cũng không hề lùi bước, chúng không ngừng xông về phía lão cổ. Liều mạng. Lúc này, tất cả cường giả của thiên ma tộc đều chọn liều mạng. Ở bên dưới, Lâm Ma nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt hắn ta rất dữ tợn, Diệp Huyên, ngươi. Nhưng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Lâm Ma híp mắt lại, hai cánh tay đan chéo vào nhau, chặn ở trước mặt. Oanh! Kiếm quang vỡ nát, Lâm Ma thoáng chốc lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn ta vừa dừng lại thì hai cánh tay đã nát bét. Thấy thế, Lâm Ma sa sầm mặt, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện thì có một tia kiếm quang đột nhiên cắt ngang qua cổ họng hắn ta với tốc độ đáng sợ. Phụt! Máu tươi bắn ra từ chỗ cổ họng của Lâm Ma trợn tròn mắt, tắt thở. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía chân trời, lúc này, nơi đó không ngừng có những cái đầu đầm đìa máu rơi xuống. Tàn sát! Với thực lực của lão cổ, lúc này hoàn toàn không có ai trong thiên ma tộc có thể ngăn cản được lão. Không chỉ thế, cũng không có ai có thể ngăn cản Diệp Huyên. Dù Diệp Huyên không mạnh bằng lão cổ, nhưng năng lực phòng ngự của hắn còn đáng sợ hơn cả lão cổ nữa, lực lượng bình thường hoàn toàn không thể làm hắn bị thương. Trong thiên ma thành không ngừng có cường giả của thiên ma tộc chết đi, lúc đầu những cường giả này đều chọn liều mạng, nhưng sau đó, một vài cường giả bắt đầu bỏ chạy. Vì thực lực của Diệp Huyên và lão cổ thật sự quá mạnh mẽ. Khoảng một lúc lâu sau đó, lão cổ và Diệp Huyên mới dừng lại, lúc này, trong thiên ma thành chất đầy thi thể, khắp nơi tràn đầy mùi máu tanh khó ngửi. Có thể nói cường giả hàng đầu trong thiên ma thành gần như đã bị giết sạch rồi. Kiếm Chấn Hồn lẳng lặng lơ lửng trước mặt Diệp Huyên, đang không ngừng cắn nuốt những linh hồn xung quanh. Diệp Huyên nhìn kiếm Chấn Hồn trước mặt, cười khẽ, lão cổ, ông thấy kiếm này thế nào? Lão cổ nhìn kiếm Chấn Hồn, rất được. Diệp Huyên gật đầu, đúng là rất được. Kiếm Chấn Hồn đi theo hắn đến bây giờ đã vượt khỏi cấp bậc ban đầu của nó từ lâu rồi, có thể nói nếu tiếp tục hấp thụ như vậy, sợ rằng ngay cả kiếm Thiên Chu cũng không bằng nó. Vì nó vẫn luôn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, lão cổ nhìn một vòng xung quanh, sau này sẽ không còn thiên ma tộc nữa rồi. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn và lão cổ xoay người rời đi. Lúc này, trên bầu trời của thiên ma thành đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen, một hư ảnh hiện lên trong vòng xoáy màu đen đó. Diệp Huyên và lão cổ xoay người, lão cổ nhìn hư ảnh kia, híp mắt lại. Kiếm sau lưng lão rung lên, sẵn sàng chém ra. Diệp Huyên nhìn hư ảnh đó, vẻ mặt không chút cảm xúc, người của thiên ma tộc sao? Luồng hư ảnh kia cất lời, hay cho một tên Diệp Huyên, làm việc đủ tuyệt tình. Diệp Huyên cười nói, tuyệt tình ư, ta cảm thấy mình đã rất nhân từ rồi. Hư ảnh kia cười khẩy, hay cho một câu nhân từ. Diệp Huyên, ta sẽ nhớ kỹ mối thù hôm nay. Nói xong, hư ảnh kia dần biến mất. Lúc này, Diệp Huyên cất lời, lão cổ, giết kẻ đó đi. Hắn vừa nói xong, lão cổ đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, một tia kiếm quang chém thẳng tới chỗ hư ảnh kia, mà lúc này, hư ảnh kia cũng đánh ra một quyền. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, lão cổ cũng hơi nhíu mày. Lão đang định ra tay một lần nữa thì lúc này, hư ảnh kia đã hoàn toàn biến mất. Biến mất rồi. Diệp Huyên sa sầm mặt. Lúc này, lão cổ nói, người này không đơn giản, thiếu chủ phải vô cùng cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn một vòng xung quanh, sau đó biến mất. Hắn không lập tức rời đi, mà bắt đầu vơ vét bảo vật trong thiên ma tộc. Bảo vật của thiên ma tộc đương nhiên không có sức hấp dẫn gì với hắn, nhưng lại rất có lợi với người bên cạnh hắn. Sở dĩ hắn thu phục thiên đạo thành là vì muốn phát triển thế lực của bản thân. Diệp Huyên nhanh chóng vét sạch đồ trong thiên ma thành. Lúc này, thiên ma thành đã trở thành một tòa thành trống, vì những người may mắn sống sót kia gần như đã chạy trốn hết. Chuyện Diệp Huyên tàn sát thiên ma tộc nhanh chóng truyền ra, đương nhiên tin được truyền nhiều hơn là về kiếm tu đứng sau Diệp Huyên, mấy vị kiếm tu vừa xuất hiện đã giết chết mấy cường giả chủ tế cảnh của thiên đạo thành và thiên ma tộc kia. Kiếm tông, thế lực thần bí này dần xuất hiện trong tầm mắt người đời. Sau khi rời khỏi thiên ma thành, Diệp Huyên và lão cổ đi về thiên đạo thành. Trong một đại điện, Diệp Huyên gọi Thiên Hàm và Thiên Nhạn đến.
Diệp Huyên nhìn Thiên Hàm, có gặp khó khăn gì không? Thiên Hàm trầm giọng nói, ban đầu có, nhưng sau khi ngươi tàn sát Thiên Ma Thành, những ý kiến phản đối kia đã biến mất cả rồi. Diệp Huyên gật đầu, nếu cô cần gì thì cứ liên lạc với ta. Còn nữa, đừng nhân từ, nếu không sẽ tự mình hại mình đấy. Thiên Hàm im lặng. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thiên Nhạn, Thiên Nhạn cũng không sợ hãi, cứ thế nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, giúp đỡ tỷ tỷ của cô hiểu ý ta chứ? Thiên Nhạn không đáp. Diệp Huyên lại nói, cần gì thì liên lạc trực tiếp với ta. Thiên Nhạn nói, người muốn chúng ta làm gì? Diệp Huyên đáp, khi nào cần, ta sẽ liên lạc với các cô. Nói xong, hắn dẫn lão cổ rời đi. Trong điện, Thiên Hàm khẽ thở dài, lúc này, Thiên Nhạn chợt nói, tỷ nên tỏ thái độ với hắn. Thiên Hàm nhìn Thiên Nhạn, Thiên Nhạn lại nói, hắn sẽ không nhân từ với chúng ta thêm lần nữa. Thiên Hàm im lặng. Diệp Huyên và lão cổ quay lại thư viện Vạn Duy, sau khi về thư viện, Diệp Huyên lấy thư phòng Vạn Duy và tháp giới ngục ra. Bên cạnh hắn là nữ phu tử, Trương Văn Tú và lão cổ. Nữ phu tử nhìn thư phòng Vạn Duy trong tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, người chắc chắn muốn mở thư phòng sao? Diệp Huyên gật đầu, bây giờ đã tiêu diệt người hộ đạo và thiên ma tộc, có lẽ không có ai đến gây chuyện nữa. Nữ phu tử nói, lỡ như có thì sao? Diệp Huyên cười nói, vậy không phải là chuyện tốt ư? Vừa khéo có thể xem thử ta còn có bao nhiêu kẻ thù. Nữ phu tử gật đầu, vậy cũng phải. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, hắn điều động tháp giới ngục, chẳng mấy chốc, tháp giới ngục nhỏ lại, sau đó biến thành một tia sáng bay vào trong thư phòng Vạn Duy. Một tia sáng đột nhiên bay lên từ trong thư phòng Vạn Duy, tia sáng này bay thẳng vào trong tinh không vô tận. Lúc này, vô số đôi mắt từ các tinh vực khác chú ý về phía này. Ở ngục tối vô biên, cô gái một chân chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, hơi nhíu mày, một khắc sau, nàng ta đã biến mất. Hư vô duy độ. Trong nghĩa trang vô tận, ông lão trông mộ chợt ngẩng đầu, một lát sau, lão ta nhíu mày. Trong hiệu cầm đồ, tiểu đạo nằm trên quầy cũng ngẩng đầu, nàng cau mày, muốn chết sao? Thư viện Vạn Duy, thấy thư phòng Vạn Duy và tháp giới ngục tạo ra động tĩnh lớn như thế, Diệp Huyên nheo mắt. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía thư phòng kia, lúc này, trên bầu trời của thư viện Vạn Duy đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơi thở mạnh mẽ, những hơi thở này rất khó đoán, bản thể của bọn họ cũng không xuất hiện, chỉ ẩn mình trong tinh không. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi nhíu mày, xem ra vẫn có không ít cường giả có ý đồ với thư phòng Vạn Duy. Đều không sợ chết sao? Diệp Huyên híp mắt lại, hộp kiếm sau lưng lão cổ đang đứng cạnh hắn bắt đầu rung lên. Chuẩn bị chém ra bất cứ lúc nào. Lúc này, thư phòng đột nhiên rung lên, cùng lúc đó, những hơi thở mạnh mẽ xung quanh cũng ngày càng nhiều, mấy hơi thở yếu nhất trong đó cũng là chủ tế cảnh. Lúc này, cả Diệp Huyên cũng thấy hơi hoảng hốt. Phía chân trời, thư phòng đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, bên trong đó là một cánh cửa, trên cánh cửa kia có một chỗ lõm hình tháp nho nhỏ, tháp giới ngục chậm rãi bay về phía chỗ lõm kia. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong thiên địa đều tập trung trên thư phòng Vạn Duy. Thiên địa xung quanh ngày càng có nhiều hơi thở mạnh mẽ hơn nữa còn đang dâng cao với tốc độ cực nhanh. Diệp Huyên hơi xa sầm mặt, hắn không ngờ sẽ có nhiều cường giả xuất hiện như vậy. Không phải chỉ là một cái thư phòng thôi sao? Lúc này, một bóng trắng chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đến chính là Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, cảm thấy mình vô địch rồi à? Diệp Huyên im lặng. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là gọi cô gái váy trắng tới, hai là gọi tất cả cường giả của kiếm tông tới. Diệp Huyên nhíu mày, nghiêm trọng thế sao? Sắc mặt Tiểu Đạo chợt trở nên lạnh như băng, ta thấy ngươi tự cao quá rồi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, chắc không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu nhỉ? Hơn nữa có lẽ bây giờ ta đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi. Tiểu Đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão cổ, ngay sau đó, nàng đột nhiên đánh ra một quyền. Lão cổ thay đổi sắc mặt, rút kiếm chém tới. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lão cổ thoáng chốc lùi xa mấy vạn trượng, lão vừa dừng lại, một lực lượng thần bí đã nhốt lão lại, khiến lão không thể nào cử động.
Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, được, ngươi nói ta nghe xem, bây giờ ngươi tự vệ thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, nếu cô không ra tay. Tiểu đạo chợt quát, ngu xuẩn, bây giờ chỗ dựa mạnh nhất của ngươi là ông già kiếm tu này, mà bây giờ xung quanh đã có không dưới 10 người có thể đánh thắng lão. Ta không ra tay thì ngươi sẽ an toàn à? 10 người. Diệp Huyên nhíu mày, hắn đang muốn lên tiếng, tiểu đạo lại nói tiếp, một khi có người kiềm chế ông ta hỏi ngươi, Diệp Huyên ngươi có thể đánh thắng được mấy người? Diệp Huyên im lặng, tiểu đạo hít sâu một hơi, đừng cho rằng thực lực của ngươi tăng mạnh, sau lưng xuất hiện một thế lực thần bí là nghĩ mình vô địch. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên, đừng mở. Là giọng nói của A-La. Diệp Huyên không chút do dự vung tay phải, tháp giới ngục và thư phòng vạn duy quay lại trong tay hắn. Thấy cảnh này, nữ phù tử và Trương Văn Tú lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật ra khi nãy bọn họ cũng rất hoảng hốt. Vì cao thủ xuất hiện trên bầu trời của thư viện vạn duy càng ngày càng nhiều. Hơn nữa những cao thủ này còn rất mạnh. Trong đó có không dưới 10 cao thủ chủ tế cảnh. Diệp Huyên cũng không ngờ có nhiều cao thủ như vậy đến, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ chủ tế cảnh. Chuyện này không bình thường lắm. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những cao thủ chủ tế cảnh này là đến từ đâu? Hắn vốn cho rằng sau khi tàn sát thiên ma tộc đã có thể đe dọa những thế lực kia, nhưng bây giờ xem ra là hắn không làm được. Đúng như lời tiểu đạo nói, mình hơi tự cao rồi. Hoặc có thể nói là hắn đánh giá thấp tầm quan trọng của thư phòng vạn duy này rồi. Lúc này, mấy hơi thở mạnh mẽ nơi chân trời dần biến mất. Diệp Huyên nhìn thoáng qua chân trời, sau đó xoay người rời đi. Bây giờ chỉ cần hắn không mở thư phòng ra, những thế lực này cũng sẽ không gây chuyện với hắn. Nhưng một khi hắn mở, những thế lực và những cao thủ này chắc chắn sẽ ra tay. Đúng như lời tiểu đạo nói. Trừ khi gọi cô gái váy trắng hoặc những cao thủ khác của kiếm tông tới mà thôi. Chẳng mấy chốc, thư viện vạn duy bình thường trở lại. Diệp Huyên ngồi trong tiểu viện nhìn tháp nhỏ và thư phòng vạn duy trước mặt, im lặng không nói một lời. Bây giờ thứ này thật sự là nóng bỏng tay đấy. Trương Văn Tú và nữ phu tử đi tới trước mặt Diệp Huyên, nữ phu tử nói, ta cảm thấy có lẽ thời cơ chưa tới. Diệp Huyên và Trương Văn Tú nhìn về phía nữ phu tử. Nữ phù tử nhẹ giọng nói, thư phòng này rơi vào tay ngươi chắc chắn là ý của tiên sinh, mà bây giờ không thể mở có lẽ vì thời cơ chưa tới. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy khi nào thời cơ mới tới? Nữ phù tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyên khẽ thở dài. Nữ phù tử lại nói, ngươi cũng đừng lo lắng quá, bây giờ chỉ cần ngươi không mở thư phòng, thì những thế lực và những cao thủ kia sẽ không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Nhưng nếu ngươi mở, bọn họ sẽ bất chấp tất cả. Diệp Huyên gật đầu, người bình thường ta cũng không lo lắm, điều ta lo lắng là ngục tối vô biên và hư vô duy độ, còn có tiểu đạo nữa. Trực giác cho hắn biết, có lẽ tiểu đạo cũng có ý đồ với thư phòng kia. Nữ phu tử nói, cho dù thế nào, tạm thời ngươi cũng đừng nên động vào thư phòng này. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nói, hai người cũng cẩn thận một chút, ta về Phù Văn Tông một chuyến. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng chợt nhớ đến điều gì, hắn chợt xoay người nhìn về phía hai cô gái Trương Văn Tú, hai người nhất định phải đạt đến luân hồi cảnh. Trương Văn Tú lắc đầu, không đơn giản như thế đâu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một quyển sách cổ xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa quyển sách cổ kia cho hai cô gái, đây là tỷ tỷ của ta để lại cho, có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn với các cô. Trương Văn Tú nhận lấy quyển sách cổ kia. Đọc sơ qua, sau đó, nét mặt nàng ta trở nên nặng nề, cái này của ngươi. Diệp Huyên nói, mau chóng đạt đến luân hồi cảnh. Sức chiến đấu của Trương Văn Tú và nữ phu tử đều không yếu, nếu các nàng đạt đến luân hồi cảnh, cộng thêm sự giúp đỡ của ngoại vật, thì hoàn toàn có thể chống lại chủ tế cảnh. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi thư viện Vạn Duy, Trương Văn Tú và nữ phu tử lập tức bế quan. Để có thể cho hai cô gái yên tâm đột phá luân hồi cảnh. Diệp Huyên bảo lão cổ ở lại trong thư viện, còn mình thì trở về Phù Văn Tông. Vừa mới về đến Phù Văn Tông, một tia kiếm quang đã chém về phía hắn. Diệp Huyên híp mắt lại, rút kiếm ra, đâm lên trên kiếm quang kia. Oanh! Kiếm quang nổ tung, nhưng một khắc sau,
một thanh kiếm đột nhiên chém tới giữa chân mày của hắn bằng một góc độ kỳ lạ. Diệp Huyên híp mắt, nghiêng người né tránh, hắn xoay cổ tay, vung ngang thanh kiếm trong tay. Ầm. Diệp Huyên cảm thấy kiếm của mình bị cái gì đó ngăn lại, một khắc sau, một tia kiếm quang đã chém tới trước cổ họng của hắn, hắn không đỡ một kiếm này mà còn đâm kiếm tới. Vụt. Kiếm đâm vào trong không khí. Diệp Huyên nhìn về phía đối diện, thấy một cô bé đứng ở đó. Tiểu Thất. Tiểu Thất đứng yên, trong tay cầm một thanh kiếm có vỏ. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, thân thể mạnh mẽ đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là người bình thường chắc chắn không dám lấy mạng đổi mạng như Diệp Huyên. Nhưng cũng hết cách, thân thể Diệp Huyên quá mạnh, một kiếm kia chém xuống, tốc độ của nàng ta nhanh hơn Diệp Huyên, nhưng cũng vô dụng, vì kiếm của nàng ta không thể giết chết Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Thất, cô mạnh hơn trước đây nhiều lắm. Tiểu Thất gật đầu, người cũng thế. Diệp Huyên nhìn xung quanh, Tiểu An và Vạn Lý đâu? Tiểu Thất đáp, hai người đi rồi. Đi rồi. Diệp Huyên hơi nhíu mày, đi đâu? Tiểu Thất nói, đi rèn luyện. Nghe vậy, Diệp Huyên sa sầm mặt, lúc này, Tiểu Thất lại nói, ngươi đừng quá lo lắng, hai người họ đều đã đạt đến nhân quả cảnh, sức chiến đấu không tầm thường, người bình thường rất khó khiến hai người họ bị thương. Diệp Huyên gật đầu, hắn vẫn hiểu rõ thực lực của An Lan Tú và Liên Vạn Lý, với sức chiến đấu của hai người, chỉ cần không gặp phải chủ tế cảnh thì sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Thất, cô đang đợi ta. Tiểu Thất gật đầu, muốn đánh với ngươi một trận. Diệp Huyên cười đáp, được thôi. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, cẩn thận đấy. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất, một tia kiếm quang thoáng chốc bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên giơ kiếm lên đỡ. Oanh! Diệp Huyên liên tục lùi lại mấy trượng, cùng lúc đó, mấy tia kiếm quang lướt qua bên người Diệp Huyên, Diệp Huyên chợt ra tay. Ầm 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 ầm. Diệp Huyên lại lùi mấy chục trượng nữa, hắn vừa dừng lại, một tia kiếm quang trắng như tuyết đột nhiên bay xuống từ trên đỉnh đầu của hắn. Diệp Huyên đâm ra, cứng trọi cứng. Một kiếm này đâm thẳng lên trên kiếm quang kia, kiếm quang nổ tung, một thanh kiếm đẻ lên thân kiếm của Diệp Huyên. Rắc. Không gian xung quanh Diệp Huyên bị nứt ra, lúc này, Tiểu Thất trên đầu Diệp Huyên chợt biến mất một cách kỳ lạ. Diệp Huyên híp mắt lại, giơ kiếm lên đỡ. Oanh! Một lực lượng mạnh mẽ quét qua thân kiếm của hắn, trong nháy mắt, Diệp Huyên lại lùi lại mười mấy trượng nữa. Tiểu Thất ở đối diện Diệp Huyên lại biến mất một cách kỳ lạ, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém ra. Vút! Một vùng kiếm quang nổ tung ngay trước mặt Diệp Huyên, có một tàn ảnh liên tục lùi lại. Người lùi lại chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất vừa mới dừng lại, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đâm tới giữa chân mày nàng ta. Tiểu Thất híp mắt lại, giơ kiếm lên đỡ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng ta thay đổi, nàng ta giẫm chân phải, liên tục lùi lại mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, Tiểu Thất cúi đầu nhìn cổ tay phải của mình, lúc này trên cổ tay phải của nàng ta có một vết kiếm nho nhỏ. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyên, một kiếm của ngươi khi nãy là giả. Diệp Huyên gật đầu, huyễn kiếm, thật thật giả giả. Hư hư thực thực, biến ảo khôn lường. Tiểu Thất nói, vừa học sao? Diệp Huyên gật đầu, muốn học không? Tiểu Thất lắc đầu, nào, người đỡ một kiếm của ta đi. Dứt lời, nàng ta cầm kiếm bằng hai tay dựng thẳng ở giữa chân mày, một lát sau, nàng ta đột nhiên biến mất. Một tia kiếm quang lóe lên. Diệp Huyên híp mắt lại, hắn không lùi bước mà còn tiến lên một bước, rút kiếm chém xuống. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này chém xuống, tia kiếm quang kia của Tiểu Thất bị hắn ép dừng lại, nhưng vẫn không biến mất. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên quát lên, đảo kiếm bằng hai tay. Ầm. Diệp Huyên liên tục lùi về sau, mà lúc này, Diệp Huyên chợt giẫm chân phải, cầm kiếm bằng tay phải giơ ra phía trước để chặn. Ầm. Kiếm quang nổ tung, Tiểu Thất bị đẩy lùi mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyên, sau này lại đánh tiếp. Diệp Huyên gật đầu, cười đáp, được. Tiểu Thất cất kiếm đi, nhẹ giọng nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên hơi nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên chân trời, nhẹ giọng nói, đến một nơi cả ta cũng không rõ. Diệp Huyên còn muốn hỏi,
nhưng tiểu thất đã biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Đi rồi. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ. Tiểu thất đi đâu chứ? Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, xoay người trở lại Phù Văn Tông. Bên trong Phù Văn Tông, Diệp Huyên gặp được tông chủ Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn Diệp Huyên với nét mặt phức tạp, thiếu niên trước mắt đã mạnh hơn trước đây nhiều rồi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, đưa nó cho Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyên, đây là... Diệp Huyên cười nói, đây là một vài thứ lấy được từ Thiên Ma Thành, có lẽ rất có lợi cho đệ tử và các vị trưởng lão của Phù Văn Tông chúng ta. Thẩm Tinh Hà nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, sắc mặt thay đổi. Thứ bên trong nhẫn chứa đồ không hề tầm thường chút nào. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyên, cái này. Diệp Huyên ngắt lời ông ta, phát cho đệ tử Phù Văn Tông đi. Còn việc nên chia thế nào, lão Thẩm ông tự quyết định đi. Ông đừng từ chối. Bây giờ Phù Văn Tông chúng ta cần phải trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Phù Văn Tông bây giờ thua kém những thế lực lâu đời kia quá nhiều. Nếu đối đầu với thế lực như Thiên Đạo Thành, e rằng Phù Văn Tông còn không có sức đánh trả. Thẩm Tinh Hà cất nhẫn chứa đồ đi, tiếp theo người có tính toán gì không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, trở nên mạnh mẽ. Bây giờ hắn miễn cưỡng có thể chống lại cao thủ chủ tế cảnh. Nhưng hắn không chắc có thể đánh thắng bọn họ. Chuyện mở thư phòng lần này khiến hắn hiểu, tuy người hộ đạo và thiên ma tộc đã bị tiêu diệt, nhưng cũng không có nghĩa là nguy cơ đã kết thúc. Hơn nữa, lúc Tuyết Tỷ rời đi cũng từng nói với hắn, sau này hy vọng hắn có thể sóng vai tác chiến với bọn họ. Bọn họ, hắn biết Tuyết Tỷ là đang nói đến Kiếm Tông. Kiếm Tông chắc chắn cũng có kẻ thù. Kiếm Tông lớn mạnh như thế mà vẫn có kẻ thù. Có thể tưởng tượng được kẻ thù mạnh đến mức nào. Ngoài ra còn có ngũ duy kiếp nữa. Ngũ duy kiếp là thứ khiến tất cả thế lực đều kiêng dè, nếu ngũ duy kiếm tới, mình nên làm sao đây? Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên, dẫn người đến một nơi. Diệp Huyên hỏi, nơi nào? Tầng 9 đáp, nơi ta từng ở. Diệp Huyên ngây người, sau đó lại hỏi, đó là đâu? Tầng 9 nói, hư vô duy độ. Diệp Huyên ngây người. Lúc này, trong tầng thứ 7 của tháp giới ngục, đệ cửu nằm dưới đất đột nhiên mở mắt ra, nhưng lại nhanh chóng nhắm lại, một giọng nói rất nhỏ vang lên từ trong tháp. Điện lượng chưa đủ, xin sạc điện lượng chưa đủ, xin sạc điện. Hư vô duy độ. Diệp Huyên xa sầm mặt. Đương nhiên hắn cũng biết nơi này, đây là một nơi vô cùng nguy hiểm. Hắn không ngờ tầng 9 lại đến từ nơi đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, người thật sự đến từ hư vô duy độ sao? Tầng 9 đáp, ta lừa ngươi có lợi ích gì không? Diệp Huyên cười, không có, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, không ngờ người lại đến từ nơi đó. Tầng 9 im lặng một lát rồi nói, không có gì phải ngạc nhiên cả. Nơi đó, Diệp Huyên lặng lặng lắng nghe, hắn cũng muốn tìm hiểu thêm về hư vô duy độ, nhưng tầng 9 lại không nói nữa. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, tiền bối, nơi đó có nguy hiểm không? Tầng 9 đáp, nguy hiểm. Diệp Huyên trầm giọng nói, rốt cuộc nơi đó là một nơi như thế nào? Tầng 9 im lặng. Diệp Huyên nói, tiền bối, ta cảm thấy không có gì phải giấu giếm cả, đúng không? Tầng 9 nói, người phải đi hỏi tiểu đạo ấy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? Tầng 9 nói, ta sợ chết. Diệp Huyên. Lúc này, tầng 9 lại nói, không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói đến lai lịch và bí mật của chỗ đó, nhân quả của nó ta không thể nào chịu được, nhưng tiểu đạo thì có thể, ngươi đi hỏi nàng đi, nàng không sợ chết. Diệp Huyên lại hỏi, vậy tiền bối có biết lai lịch của tiểu đạo cô nương không? Tầng 9 nói, không biết. Diệp Huyên đen mặt, tiền bối, vậy rốt cuộc người biết cái gì? Tầng 9 khẽ thở dài, ta cũng rất bất đắc dĩ. Biết không thể nói, không biết lại không dám hỏi, hay. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, người bảo ta đến hư vô duy độ làm gì? Tầng 9 đáp, tìm kiếm cơ duyên. Diệp Huyên đen mặt, thân thiết đến thế rồi, người đừng lừa ta. Tầng 9 im lặng một lát rồi nói, người muốn nhanh chóng đạt đến luân hồi cảnh, nơi đó là thích hợp với người nhất. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Tầng 9 giải thích, vì nơi đó có hai thứ. Phần mộ, giếng luân hồi.
Có hai thứ này, người có thể đạt đến luân hồi cảnh nhanh hơn. Mà trước đó tiểu đạo đã nói, trước mắt nơi đó là thế lực mạnh nhất cũng là vì bọn họ có hai thứ này, đương nhiên không chỉ có mỗi hai thứ đó, người đi là biết. Diệp Huyên trầm giọng nói, không phải người nói rất nguy hiểm sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 93.